Chúng ta gặp nhau ngày hôm nay ở đây để chúng ta nói về một cái cơ hội kinh doanh và một cái cơ hội để giúp chúng ta có thể đưa cái cuộc sống của chúng ta bước sang một trang mới. Làm thế nào để mà chúng ta làm được điều đấy ạ? Anna tin tưởng là có rất là nhiều người đều có cùng chung cái khát khao này. Và vì thế mà chúng ta hôm nay chúng ta đã có mặt ở đây. Mỗi người trong chúng ta đều có một cái mục tiêu ạ. Mỗi một người có thể có những mục tiêu khác nhau. Có người mục tiêu đấy sẽ là tiền, có người thì muốn được yêu thương, có người thì muốn được cống hiến. Và mỗi một mục tiêu thì sẽ dẫn đến cho những cái hành động khác nhau của chúng ta. Có những người thì lại muốn xây dựng được cái giá trị, và hay là có những anh chị em thì có những cái giấc mơ, ví dụ như là mình sẽ trở thành trainer, mình sẽ trở thành người truyền cảm hứng, mình sẽ là người dẫn dắt đội nhóm chẳng hạn, mình sẽ trao được nhiều giá trị đến với cộng đồng. Và bởi vì những cái ước mơ đấy, những cái mục tiêu đấy, mục đích đấy mà chúng ta sẽ chọn những cái con đường khác nhau. Mỗi một con đường lại đưa chúng ta đến được một cái hành trình chắc khác nhau và cùng dẫn đến cái đích này. Chúng ta chọn công việc đi làm công là một con đường, chúng ta mở doanh nghiệp là một con đường, doanh nghiệp truyền thống là một con đường, chúng ta mở những cái doanh nghiệp hiện đại sử dụng được những cái ứng dụng của 4.0 như hiện nay cũng là một con đường. Và trên con đường đấy sẽ có rất nhiều phương tiện đi. Phương tiện chính là những cái công ty cụ thể mà chúng ta sẽ chọn để chúng ta hợp tác. Và cái xu hướng kinh doanh không sở hữu hiện nay đang là một cái xu hướng mà phát triển vô cùng mạnh mẽ. Cái xu hướng một là người ta sẽ dùng những cái điện toán đám mây để mà chia sẻ và truy cập thông tin, và từ đấy người ta có thể tạo ra được những cái doanh nghiệp siêu khủng. Thứ hai là những cái công ty sử dụng những cái nền tảng công nghệ như là Grab hoặc là Airbnb, thì bạn có thể thấy rằng là người ta có thể sở hữu rất là nhiều lượng khách hàng này, rất là nhiều những cái tài xế taxi mà người ta lại không sở hữu bất kể một cái taxi nào cả. Tương tự như vậy, người ta kinh doanh khách sạn mà người ta không cần phải sở hữu bất kể một khách sạn nào cả. Và chính bởi vì như thế cho nên là người ta đã có thể giảm thiểu được rất là nhiều những cái chi phí đầu tư ban đầu, và dành cho những người mà không có những cái nguồn vốn siêu khủng vẫn có thể xây dựng được những cái doanh nghiệp tỷ đô. Và một cái xu hướng số 3 là một cái xu hướng kinh doanh theo hệ thống. Tức là ở đây sẽ có những đối tác là tạm gọi là những người khổng lồ. Họ sẽ lo về nghiên cứu về sản xuất, họ tạo ra các văn phòng đại diện, kho hàng, nền tảng online, nền tảng báo cáo, catalog, và họ lo luôn khâu vận chuyển. Và việc của chúng ta là gì? Việc của chúng ta là chúng ta kinh doanh và chúng ta chọn họ làm những cái đối tác. Và khi như vậy thì việc duy nhất chúng ta làm là làm việc với đội nhóm hệ thống của chúng ta, tức là chúng ta làm việc ở khâu marketing và bán hàng. Thì ngày hôm nay cái mô hình mà Anna muốn chia sẻ với các bạn chính là mô hình network marketing. Đó. Và Anna cũng sẽ chia sẻ với các bạn một cái đối tác mà đối tác này đã tạo ra được những cái mô hình, những cái sơ đồ trả thưởng, những cái chính sách hoa hồng, những cái nền tảng pháp lý rất là tốt để cho tất cả mọi người đều có thể bắt đầu kinh doanh được. Và ở trong lĩnh vực này thì Donald Trump, Robert Kiyosaki cũng đã nói, tức là lĩnh vực này là lĩnh vực mà sẽ dành cho những cái bạn mà rất là khát khao và có một sự tập trung, có một sự kiên trì. Có nhất nhiều khi mình tự hỏi là tại sao mà mình đã rất là nỗ lực rồi mà kết quả nó chưa đến chẳng hạn, thì ngày hôm nay các bạn sẽ phát hiện ra được là có cái lý do mà khi chúng ta chọn sự tập trung và kiên trì và hành động mạnh mẽ, chúng ta được đạt được kết quả, thì nó còn phải có được một cái điều kiện ban đầu nữa là cái môi trường mà chúng ta lựa chọn, chúng ta ở trong đấy. Thế thì hôm nay Anna xin phép được giới thiệu một người chị. Chị cũng đã đồng hành cùng Anna trong rất nhiều năm, làm việc ở trong một chương trình phát triển bản thân hàng đầu của châu Á, đó là chương trình BOE. Và sau này thì chị đã đồng hành cùng Anna ở trong công việc này. Và xin được mời tư vấn viên trưởng Nguyễn Thanh Thúy ạ. Chị Thúy ha, xin trao đổi với tất cả các bạn. Chị Thúy bật mic được không ạ? Để Anna bật mic cho chị Thúy. Cảm ơn chị Thúy ạ. Xin chào Anna và toàn thể các anh chị hiện diện trên Zoom ngày hôm nay. Cảm ơn lời giới thiệu của Anna. Thúy cũng xin chia sẻ lại, giới thiệu lại là tôi tên là Thúy, tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Thị Thanh Thúy, và tôi cũng đã có 5 năm bên lĩnh vực đào tạo và phát triển con người với vai trò tư vấn khóa học và cũng là nằm trong đội ngũ huấn luyện viên của chương trình. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi được chia sẻ về cái cơ hội Siberia. Vào cuối tháng 11, tôi đã cũng như các anh chị là tôi cũng tham dự một cái chương trình giới thiệu về chia sẻ cơ hội làm chủ cuộc sống. Và hôm đó thì tôi là cái người cũng đi tìm kiếm cái cơ hội và cũng đã trăn trở rất là nhiều năm.
Thậm chí là suốt cái quá trình mà tôi làm công á, là tôi luôn trăn trở là làm cách nào để mình có thể tự do và làm chủ cuộc sống. Và hôm nay tôi rất là may mắn được chọn làm chia sẻ cái giới thiệu về cái công ty và những cái dòng sản phẩm đến các anh chị. Công ty Siberi của chúng ta có một cái câu slogan là làm chủ cuộc sống. Siberi thật sự sáng tạo và là vì con người. Vì sao là thật sự Siberi? Thì ngay bây giờ đây Anna sẽ chia sẻ cho tôi sẽ chia sẻ cho mọi người về cái clip nguồn gốc nguyên liệu. Các anh chị dành khoảng 3 đến 4 phút để mình xem cái video này. Siberi. Có thể mỗi chúng ta đều đã từng được nghe về từ này. Ở bất kỳ quốc gia nào, có thể mọi người đều biết về từ này. Nhưng bạn còn biết điều gì nữa về vùng đất này không? Ngoại trừ sự xa xôi và ở đó khí hậu cực kỳ giá lạnh. Chúng ta hãy cùng bắt đầu khám phá. Siberia đó là một vùng lãnh thổ rộng lớn. Siberia rộng lớn hơn cả châu Âu, Trung Quốc, Mỹ, Úc hoặc Nam Mỹ. Ở nơi đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng rừng taiga, khu rừng lớn nhất trên hành tinh. Được chạm tay vào mặt nước hồ Baikal, hồ sâu nhất trên thế giới. Và bạn sẽ tìm thấy 4 trong số 10 con sông lớn nhất trên thế giới. Đó là sông Yenisei, sông Ob, sông Lena và sông Amur. Chính nơi đây, tại Siberia, là nơi tập trung 30% trữ lượng nước ngọt của hành tinh chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy cùng di chuyển lên thượng nguồn sông Lena, một trong những con sông vĩ đại của Siberia, và có mặt tại Yakutia. Không gian bao la này làm sửng sốt biết bao du khách bằng vẻ đẹp lạnh giá và sơ khai của mình. Không đơn giản để có thể đặt chân đến đây. Nhưng chính tại đây, chúng ta mới có cơ hội chứng kiến một Siberia thực sự hoang dã. Có mặt tại điểm lạnh nhất của Bắc Bán Cầu, tại Omiakon, nơi đây nhiệt độ mùa đông lạnh đến -70°C. Tận mắt chứng kiến những vách đá sông Lena. Đây là khu bảo tồn thiên nhiên trong danh sách di sản thế giới của UNESCO với dải vách đá thẳng đứng dài hơn 40 km. Chúng trải dài theo hữu ngạn của sông Lena. Hoặc sải bước trên sa mạc giữa rừng taiga Yakutia, đó là những cồn cát thiên nhiên độc đáo có tên gọi Tukulan. Bãi cát trải dài hàng chục km trên các đỉnh núi. Từ đâu mà cát lại xuất hiện ở đây? Tại Siberia, không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Phần lớn thời gian trong năm ở đây rất lạnh và bị tuyết bao phủ. Vào mùa đông, cột nhiệt kế có thể dễ dàng đạt mốc -50°C, còn lớp tuyết thì rơi hàng mét. Tuy vậy, vào tháng 7, chúng ta vẫn có thể tìm thấy tuyết. Ở những vùng đất này đã giúp gìn giữ vẻ đẹp nguyên thủy của thiên nhiên hoang dã và bảo vệ chúng không bị các ngành công nghiệp xâm chiếm. Và có mặt nơi đây, chúng ta sẽ được chứng kiến những điều thực sự kỳ diệu. Mùa hè ở Siberia rất ngắn, chỉ 3 tháng. Đây là thời gian để cho thiên nhiên hồi sinh. Hàng nghìn loài thảo mộc khác nhau đang cố gắng để kịp đâm chồi ra hoa và để lại hạt của mình. Nếu như mùa đông mang đến cho chúng ta phong cảnh tuyết trắng bao la, thì mùa hè, mặt đất lại được che phủ bởi vô số các loài hoa của thảo mộc Siberia. Nhưng mùa hè ngắn ngủi ở Siberia cũng là một thử nghiệm khắc nghiệt. Trong điều kiện khí hậu lục địa thay đổi đột ngột của Siberia, nhiệt độ mùa hè cũng có thể dễ dàng đạt tới -40°C. Bạn hãy thử hình dung xem, tồn tại trong khí hậu khắc nghiệt và ở điều kiện chênh lệch nhiệt độ thường xuyên,
Mùa đông âm 60 độ, mùa hè dương 40 độ. Bạn có thể tồn tại được không? Nhưng thảo mộc thì có thể. Chị Thúy tiếp tục đi ạ. Xin mời Anna mở slide giùm chị. Không biết là các anh chị xem cái clip đó mình cảm thấy thế nào ạ? Chứ riêng Thúy thì mỗi lần xem cái video đó thì mình luôn có một cảm xúc rất là nhiều, bởi vì cái vùng đất mà mình cảm thấy là đây là cái ước mơ mình sẽ được có mặt để mà chiêm ngưỡng cái sự ban tặng của thiên nhiên. Vì sao thực sự Siberia thì như clip vừa rồi các anh chị cũng thấy là 90% cái nguồn nguyên liệu chúng ta sẽ được sử dụng từ cái vùng Siberia. Do đó là chúng ta không có lấy những cái nguồn nguyên liệu mà mình cảm thấy là không rõ nguồn gốc hoặc là cảm thấy là do con người tạo nên, mà đây chính là một cái nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên. Và thực sự Siberia thực sự sáng tạo là ở đây chúng tôi có 100 nhà khoa học, mà những nhà khoa học này luôn tạo ra những cái sản phẩm mới. Ở đây cứ mỗi quý là chúng tôi lại có một sản phẩm mới, và những sản phẩm liên tục được cải tiến để mà phù hợp hơn với nhu cầu của con người. Và tất cả những con người hiện tại đang phục vụ và sống trong Siberia đều luôn chung một lý tưởng, đó là vì con người. Và công ty đã có 24 năm trên phát triển thành công trên thị trường. Trước đó là cũng có khoảng 5 đến 6 năm là đã phát triển ở thị trường nội địa nước Nga. Hiện tại là có trên 250 dòng sản phẩm. Ở Việt Nam chúng tôi hiện có 160 dòng sản phẩm và có mặt trên 26 quốc gia, có văn phòng đại diện. Còn sản phẩm đã có mặt hiện tại là trên 65 quốc gia. Năm 2009, văn phòng của Đức đã có mặt của Siberia, và năm 2010 là Mỹ. Đây là một trong hai quốc gia là khó tính nhất ở trên thế giới về cái mức độ mà kiểm duyệt về thực phẩm chức năng. Và đây là cái văn phòng đại diện của chúng ta ở Hà Nội. Và đây là ông bà chủ tịch của tập đoàn. Hai người này là chúng tôi rất là yêu quý bởi vì cái sứ mệnh của họ. Bà chủ tịch năm 16 tuổi là bà đã ghi lên cánh cửa là tôi muốn làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Và chính vì cái lý tưởng đó mà mỗi ngày bà đều luôn trăn trở là làm sao để mà tạo nên một cái thế giới mà ở đó mỗi con người luôn hướng tới cái việc là làm sao cho cuộc sống của mình và của mọi người trở nên tốt đẹp hơn. Và từ đó là năm 18 tuổi là bà đã tạo nên một cái tập đoàn Siberia cùng với ông xã của mình, là ông chủ tập đoàn, là con của một trong năm nhà khoa học danh giá nhất nước Nga. Đây là một cặp đôi rất là hoàn hảo, vì người chồng là tạo ra sản phẩm và người vợ là người kinh doanh. Và chúng tôi luôn luôn trân quý cặp đôi quyền lực này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thế giới những dòng sản phẩm độc đáo của tập đoàn Siberia. Hiện tại thì bên Siberia chúng ta sẽ có 3 dòng. Dòng đầu tiên là dòng dinh dưỡng thể thao. Đối với dòng dinh dưỡng thể thao thì chúng tôi, đây là một cái bộ Yugo. Yugo là một cái bộ sản phẩm bộ đôi để mà dành cho những người có một chế độ ăn đặc biệt, nhất là những người đang muốn giảm cân hoặc là mình muốn chuyển hóa một cái loại thức ăn mà không cần phải chế biến nữa. Thì ở trên Yugo mình sẽ có hai loại Yugo, là Yugo protein và Yugo vị dâu. Yugo protein là sẽ cung cấp thay thế một bữa ăn hàng ngày của mình và đủ tất nhất dinh dưỡng. Còn Yugo vị dâu là trong đây nó sẽ có cái cơ chế tự đốt mỡ. Do đó khi mà chúng ta sử dụng một cái bộ này, chúng ta sẽ không cần phải ăn sáng hoặc ăn trưa. Rất là tuyệt vời ạ. Đây là dòng chuyên về protein. Sản phẩm này sẽ dành cho những anh chị mà đang có chế độ luyện tập hoặc là mình có một cái bữa, có một chế độ ăn đặc biệt. Ví dụ như đối với Thúy thì mỗi sáng là Thúy thường là ăn trái cây, thì mình có thể bổ sung thêm một ly protein. Và thiết kế của bên Siberia rất là thông minh, là sẽ có những cái từng gói như vậy để mình dùng cho từng lần, rất là tiện lợi khi mà mình đang đi du lịch hoặc là mình đang đi làm. Và đây là sản phẩm Top Way cho những anh chị chuyên luyện tập cơ bắp gym.
Tiếp theo, đây là cũng một dòng sản phẩm chuyên về thể thao, có những cái dòng chuyên về vitamin, và ở đây cái tâm đắc nhất là cái dòng glucosamine. Chính bản thân mình trải nghiệm trước đây là khi mà mình hay hoạt động mạnh thì mình cảm thấy là xương cốt mình nó cứ răng rắc và nó kêu, thì sau khi sử dụng đây là hết lọ thứ nhất và chuẩn bị qua lọ thứ hai thì mình cảm thấy là cái điều đó nó không còn nữa, và hầu như những người trải nghiệm sau 2 tuần đều cảm nhận được cái sự linh hoạt của xương khớp của mình nhiều hơn, nhất là những cái khớp xương. Và ngoài ra cũng có dòng đốt mỡ L-carnitin. Những tất cả những sản phẩm đều có thành phần vô cùng thiên nhiên. Và dòng thứ hai tại Siberia đó là dòng chăm sóc da. Dòng chăm sóc da này tôi vô cùng yêu thích, bởi vì những cái hoạt chất của nó và những cái mình luôn cảm giác là an toàn khi mà mình sử dụng. Còn đây là dòng spa. Dòng spa là cho tắm và lotion cũng như là tẩy tế bào chết. Nguyên bộ này chúng ta sử dụng và mình cảm thấy rất là yêu mến với cái mùi hương dịu nhẹ của thiên nhiên. Mình đang cảm giác như là mình đang được thư giãn ở spa, và sau những trải nghiệm đó thì mình cảm thấy cái làn da của mình vô cùng là tuyệt vời. Đây là một cái dòng sản phẩm vô cùng đặc biệt về chuyên về chăm sóc da mặt. Đây là cặp đôi kem kim cương dòng Esperanza. Với cái công thức mà nó sẽ giúp ngăn chặn lão hóa cũng như là làm mờ những cái vết đốm đốm nâu của mình á, thì hoặc là những cái vết lõm của chân chim hoặc là những vết nhăn thì nó sẽ đẩy dần lên và nó giúp cho chúng ta có làn da căng và bóng mịn. Giống như là phía đây thì đã sử dụng kem kim cương và mình cảm thấy rất là tự hào với làn da 40 tuổi của mình. Cho nên mỗi lần mà tôi giới thiệu về sản phẩm chăm sóc da, tôi rất là cảm thấy phấn khích, bởi vì mình có ngay cái để mà mình khoe. Đây là một nguyên cả bộ của Esperanza, bao gồm có luôn sữa rửa mặt, mặt nạ, dầu loại bỏ tế bào chết, sữa làm sạch mặt, hoa nước hoa hồng và luôn cả dầu tẩy trang làm sạch sâu. Có nghĩa là những cái bộ sản phẩm này á, với giá thành rất là thấp, chỉ hơn 200.000, nhưng mà chúng ta có thể bảo vệ được và lấy lại cái làn da của tuổi thanh xuân của mình. Đây là cái dòng serum thì các anh chị thấy rồi đó. Mỗi sản phẩm của nó chỉ hơn 200.000 mà thôi. Rất là phù hợp với túi tiền của chúng ta. Một chai như vậy chúng ta sử dụng được khoảng, nếu mà xài nhiều thì khoảng là một tháng. Còn nếu mà xài ít thì lâu hơn, mà tôi nghĩ là xài mỗi loại một tháng như vậy thì nó cũng rất là... cũng đã rất là tiết kiệm rồi. Và đây là cái dòng chuẩn bị về của bên công ty, là dòng sản phẩm dành cho nam giới, rất là mới. Đây là một cái bộ mà chuyên biệt cho phái mạnh của mình, gel cạo râu và dầu tắm gội. Và đây cũng là một sản phẩm hoàn toàn mới của bên công ty, chuyên về cái dòng, các anh chị thấy là cái giá rất là thấp, chỉ hơn 100.000 thôi, mà chúng ta có thể là bảo vệ được da, bao gồm luôn cả kem tẩy bào chết, nước cân bằng và kiềm dầu. Còn đây là cái bộ mà chuyên về bọt. Thì những cái bộ sản phẩm này nó có nghĩa là phù hợp với lại các bạn trẻ, các bạn tuổi teen, và nó thiết kế vô cùng là cute dễ thương. Toàn bộ là những sản phẩm này chúng tôi sắp chuẩn bị lên kệ. Và đây là cũng là chuyển qua là chúng ta sẽ chia sẻ về cái dòng bảo vệ sức khỏe. Đầu tiên là tôi xin giới thiệu về cái giải pháp phòng ngừa đột quỵ, bệnh mãn tính và ung thư. Đây là một cái chương trình bản quyền độc quyền của Siberia, đó là thanh lọc, cân bằng và năng lượng. Bởi vì đối với một người á, đối với các nhà khoa học á, thì cơ thể của chúng ta nó giống như là bộ máy. Và khi mà nó bị dơ hoặc là nó bị nhiễm độc hoặc là nó bị lão hóa thì chắc chắn một điều là nó sẽ gây cho chúng ta mệt mỏi và thậm chí là ung thư hoặc là đột quỵ. Thì chỉ cần chúng ta giải quyết, làm sạch nó, làm sạch sẽ nó, thì tống những cái thứ cần thừa ra ngoài và bổ sung những cái thứ cần thiết vào. Và đây là cái một bộ combo mà chúng tôi cảm thấy là nếu như mà anh chị nào mà trải nghiệm thì sẽ cảm nhận được một cái sự sạch sẽ bên trong cơ thể mình, và mình cảm nhận được là cơ thể mình nó được cải thiện từng ngày.
À, và đây là một sản phẩm huyền thoại của Siberi, đó chính là Formula 4. À, với đối với cái kiệt tác này á, chúng tôi hay nói là nó là tiên dược, bởi vì nó có 3 bằng sáng chế. Và năm 1986 khi mà nổ nhà máy điện hạt nhân Ukraine, thì cái nguyên cái vùng đất tại đó đó, các nhà khoa học dự báo là trong vòng 30 năm thì tất cả những người ở đó sẽ có khả năng mắc ung thư rất là cao. Thì các nhà khoa học đã sáng chế ra cái công thức, và nó nằm trong cái công thức của những viên Formula 4 này, để mà giúp cho những người dân ở đó, người ta đào thải được những cái chất phóng xạ và giúp cho họ là ngăn ngừa được ung thư. Do đó sản phẩm này nó có rất là nhiều công dụng. Công dụng mà tôi tâm đắc nhất á, là cái việc mà chống say nè, nó sẽ làm bẻ gãy cái phân tử cồn và giúp cho người người mà họ dùng cồn á, nó sẽ đào thải cái chất cồn ra ngoài, giúp cho nội tạng không có bị nhiễm độc. Thứ hai nữa là có thể khiến cho những người mà hắt hơi sổ mũi hoặc là bị cảm thấy là người mình cái sức đề kháng nó đang xuống, thì khi mình dùng cái sản phẩm này mình cũng cảm thấy là người mình nó sẽ khỏe hơn và ngăn ngừa được những cái cơn bệnh tới. Và thêm những cái công dụng khác như là rửa rau củ để mà đào thải được những cái chất độc, những cái chất mà thuốc trừ sâu ở bên ngoài của rau củ. Và đây là dòng sản phẩm dành cho nam giới mà các anh nam vô cùng thích khi sử dụng, bởi vì khi mà sử dụng xong chỉ sau 3 ngày các anh sẽ trải nghiệm cảm nghiệm liền là cái khả năng và cái sức khỏe của mình nó được cải thiện rất là nhiều. Và các anh chị hãy tin ở cấp độ trải nghiệm, nếu như các anh nam thì hãy sắm ngay bộ này để mình có thể trải nghiệm ngay sau 3 ngày là các anh chị sẽ cảm nhận được. À, còn đây là cái bộ sản phẩm của phụ nữ mà tôi cực kỳ yêu thích, và tôi đã sử dụng được sản phẩm này cũng được hơn 1 năm, thì tôi cảm nhận được rằng á là hầu như những cái gì mà trong cơ thể của mình á là mình đều cảm nhận được nó đang thay đổi từng ngày. Ví dụ như Beauty Box thì nó sẽ khiến cho các anh chị đã có làn da sáng hơn và cái bề ngoài nó rạng rỡ. Còn những cái sản phẩm bên trong nó giúp cho nội tiết tố nữ và da móng tóc, tất cả những cái gì thuộc về phụ nữ thì nó sẽ cải thiện và nó giúp cho chúng ta tự tin với cái sức khỏe và cũng như là cái tuổi xuân của mình. À, đây là một dòng sản phẩm theo tôi cảm nhận là vô cùng thông minh và tiện lợi, đó là dòng Daily Box. Với những cái hộp như vậy nó sẽ phù hợp với việc cải thiện một chức năng, ví dụ như Vision Box là dành cho chức năng cải thiện mắt, Men Box là dành cho nam giới, Beauty Box là dành cho phụ nữ, Boost Box là dành cho tim, IQ Box là dành cho não bộ, và Step Box là dành cho xương khớp, Immuno Box là tăng kháng thể, và Mama Box là dành cho những bà mẹ đang mang thai và bà mẹ bỉm sữa. Đây là những dòng mà thiết kế rất là thông minh, là trong mỗi hộp như vậy chúng ta sẽ có 30 túi và cứ mỗi ngày chúng ta dùng một túi và dùng đủ trong vòng 1 tháng. Đây là một cái dòng sản phẩm mà không thể thiếu trong túi sách của Thúy và tôi nghĩ là tất cả mọi người, bởi vì nó là một cái sản phẩm vô cùng cần thiết khi mà bạn cảm thấy bạn bị tụt năng lượng hoặc là bạn cảm thấy người hơi mệt mỏi hoặc là hắt hơi sổ mũi, thì chỉ cần nhỏ 3 ống này vào miệng thì khoảng chừng sau 1 tiếng đến 2 tiếng là bạn cảm nhận liền là sức khỏe mình đã được hồi phục. Còn đây là cái dòng sản phẩm dành cho doanh nhân. Đây là siêu vitamin, nó tổng hợp tất cả những cái vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể của một người khỏe mạnh để mà có đủ năng lượng làm việc trong một ngày. Còn đây là dòng Neurovision, là chuyên dụng cho doanh nhân mà hay sử dụng mắt và sử dụng những cái trí não nhiều, ví dụ như trainer, ví dụ như những anh chị mà hay làm những cái công việc như là nối mi, những công việc chi tiết thì hoặc là may mặc, những cái túi này nó sẽ giúp cho các anh chị tỉnh táo luôn cả, có khả năng làm việc từ 8 đến 12 tiếng. Và chúng tôi ở đây là sử dụng cái sản phẩm này thường xuyên mỗi ngày để có năng lượng mà chia sẻ 18 tiếng. Đây là stress relief dành cho những anh chị trong cái thời buổi công nghiệp này vô cùng khắc nghiệt bởi vì cái áp lực công việc cũng như là những cái căng thẳng, thì có những cái thứ mà mình đôi khi mình cũng không tìm ra được bệnh, thì những cái sản phẩm này nó sẽ giúp cho các anh chị thư giãn và có cảm giác là cái đầu óc mình nó bớt căng thẳng và nó trở lại như bình thường. Đây là dòng Thúy cảm thấy rất là tâm đắc mà hầu như là chưa có công ty nào có mà chúng tôi là độc quyền, đó là dòng sản phẩm về sinh học.
ở đây thiết kế là theo cái dòng nhịp sinh học của con người, có nghĩa là buổi sáng thì các bạn sẽ cần một cái lượng năng lượng nó phù hợp với lại buổi sáng, và khi buổi tối thì các bạn sẽ cần cái dòng năng lượng nó phù hợp với lại cái buổi tối. Thì các nhà khoa học đã thiết kế nó phù hợp với lại từng chức năng của từng bộ phận, và mỗi sáng là bạn sẽ dùng một cái loại chuyên cho năng lượng buổi sáng và buổi tối, chuyên cho năng lượng buổi tối. Trong một hộp như vậy nó sẽ phân ra làm hai màu để các anh chị sử dụng. Và đây là dòng cho các bé, dòng cho các con, mà bản thân là bé nhà Thúy cũng sử dụng sản phẩm này được trên 4 tháng là cải thiện rất là rõ. Nó bao gồm là hai loại sản phẩm, một loại là chuyên về omega, và omega là những cái chuyên về trí não và mắt cho bé, và một loại là chuyên về vitamin, và đặc biệt là vitamin C, và giúp cho các bé ăn uống có thể hấp thụ được, bởi vì đường ruột của các bé nó chưa có được trưởng thành á, do đó là nhiều khi là các bé hay bị là ăn rất là nhiều nhưng mà tại sao là đồ ăn không hấp thụ mà cảm giác như là con nó rất là còi. Thì thứ rất là có nhiều cái trường hợp là khi mà dùng cái sản phẩm này thì các bé đã cải thiện ăn uống lẫn là chiều cao. Thì rất là tâm đắc với bộ này, chỉ hơn 300 ngàn mà thôi mà mình đã có thể bảo vệ và chăm sóc cho những đứa con thân yêu của mình. Vừa rồi là Thúy đã trình bày xong về sơ lược về công ty cũng như là những cái dòng sản phẩm khá là đặc biệt của mình. Và tiếp tới đây thì xin mời các anh chị tiếp tục lắng nghe Anna, một người mà Thúy vô cùng là ngưỡng mộ, và một người em, một người đồng đội mà hiện tại là Anna đang làm một trong Anna đang là người giữ chức danh là người phát triển nhanh nhất toàn cầu. Cho nên là chúng ta rất là vinh dự khi được Anna chia sẻ và dẫn dắt. Rất là mong các anh chị lắng nghe tới phút cuối thì chúng ta sẽ cảm thấy là đây có thật sự xứng đáng để mà chúng ta cống hiến phần đời còn lại của chúng ta tại nơi này hay không. Nơi này không chỉ có tiền mà nó có còn tình yêu và giá trị. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn chị Thúy rất là nhiều ạ. Hôm nay thì chị Thúy đã chia sẻ với tất cả anh chị em có ở trên Zoom này những cái sản phẩm của Siberia. Tại sao mình lại cần phải nói về cái sản phẩm trước khi mà kinh doanh? Bởi vì thực tế á, thì chúng ta chỉ có thể bắt đầu được tìm hiểu về mô hình kinh doanh khi mà chúng ta hình dung được là nó là cái gì. Và cái phần sản phẩm này là để cho tất cả các anh chị em có thể hình dung ra được nó là cái gì. Và nếu như bây giờ trong tay chúng ta đang có một cái dòng sản phẩm tốt như thế, mà cái dòng sản phẩm của Siberia á, nó chia ra thành bao gồm cả dân thể thao, nhu cầu về cơ gọi là body, cho đến mặt, cho đến bên trong, từ người già cho đến người bệnh, cho đến người khỏe, cho đến trẻ con, mình đều có những dòng sản phẩm như thế. Thế thì giống như Anna có chia sẻ từ đầu, mấu chốt là chúng ta phải tìm ra được một cái người khổng lồ để chúng ta hợp tác với họ. Và khi chúng ta hợp tác với họ rồi thì tự động tất cả những cái chiến lược mà chúng ta có thể áp dụng vào hệ thống phân phối, và từ đó mà chúng ta có thể xây dựng được một cái một cái doanh nghiệp của chúng ta mà nó không phụ thuộc vào bất kể một cái biên giới nào, không phụ thuộc vào bất kể một cái nguồn vốn nào, và chúng ta có thể scale up nó, mở rộng nó không giới hạn. Thế thì sản phẩm của Siberia có những cái đặc điểm là nó sẽ có cái cảm nhận hiệu quả chỉ sau từ 3 ngày đến 1 tuần ạ. Sẽ có rất là nhiều người ngạc nhiên với thông tin này. Mình bắt đầu tự hỏi là làm thế nào để nó có thể có được những cái điều đấy. Nó đến từ cái việc là nguồn nguyên liệu đến từ việc công nghệ và đến từ cái giải pháp mà toàn diện. Khi mà các nhà khoa học đưa những cái sản phẩm vào cho con người có thể sử dụng như một giải pháp toàn diện gồm có 3 bước là thanh lọc, năng lượng, cân bằng. Và Anna xin được mời hai người ạ, mời hai anh chị em đã có cái kinh nghiệm sử dụng sản phẩm, mà nếu mình có cái kinh nghiệm mà mình cảm nhận được ngay sau khoảng 3 đến 7 ngày thì mình xin bật mic chia sẻ. Vâng ạ, mời anh Nguyễn Ngọc Tuấn ạ. Xin chào các anh chị em. Sau một cái thời gian sử dụng cái sản phẩm Siberia thì Tuấn đã giải quyết một trong hai cái vấn đề sức khỏe của Tuấn. Thì trước đây Tuấn bị viêm họng, gọi là viêm họng mãn tính luôn. Thì cứ dùng nhẹ một cái ít nước đá hay là mình uống một cái gì đó mà có hơi lạnh á, thì cái cổ họng của mình nó rất là đau buốt. Và có những lần như vậy thì mình phải điều trị ở bác sĩ ở bệnh viện tai mũi họng rất là nhiều. Thì vào một cái thời điểm á thì chúng phải đi cấp cứu ở bệnh viện tại vì mình ho ra máu tươi luôn. Thì lúc này á thì bác sĩ chẩn đoán là mình bị rất là nặng. Nếu mà không có chữa trị á thì nó có thể chuyển qua cái giai đoạn mãn tính luôn. Thì tình cờ thì mình biết được một cái giải pháp từ Siberia, thì bắt đầu mình sử dụng cái sản phẩm là Formula 4 và một số cái sản phẩm khác
để mình tăng cường cái hệ miễn dịch và một số cái vi chất dinh dưỡng. Thì sau một cái khoảng thời gian sử dụng khoảng chừng 3 đến 4 tuần thì mình thấy cái vấn đề cái viêm họng của mình nó càng ngày nó càng thuyên giảm đi, và hiện tại giờ là nó hoàn toàn nó bình phục hẳn, và cái giọng nói của mình nó rất là mạnh, và mình có thể la hét hay nhảy múa vào những cái trò chơi vận động họ hét để tạo năng lượng cho mọi người, thì mình không có bị cái vấn đề về bị viêm họng nữa. Thì đây là một cái điều rất là tuyệt vời. Và dạ, cảm ơn mình anh Tuấn rất nhiều ạ. Xin cảm ơn mọi người. Dạ, còn anh chị em nào muốn chia sẻ cái kết quả sử dụng sản phẩm ạ, mình có thể bật mic ạ. Anna xem nào. Anna đang bật quyền mở em ạ. Chị em. Dạ vâng ạ, mời bạn Trang ạ. Dạ vâng, em xin chào chị Anna và tất cả các anh chị đang xem Zoom ạ. Thì bản thân em và gia đình em cũng đã có một cái quá trình sử dụng cái sản phẩm của CBR. Tuy nhiên là hôm nay thì em cũng muốn giới thiệu với các anh chị cái sản phẩm mà làm cho bằng cố của em. Bà cố của em năm nay là 85 tuổi, có một cái cảm nhận rất là nhanh. Vì là một cái người mà già như vậy và đã uống rất là nhiều năm về thuốc giảm đau, nhất là thuốc giảm đau về bao tử, thì bà ngoại của em luôn luôn có cái cảm giác là bị ợ nóng, cũng như là hay phải dùng nước ấm để làm cho cái bao tử của mình cảm thấy dễ chịu hơn. Thì có một cái sản phẩm mà công ty CBD đang có, đó là sản phẩm siêu vitamin á. Thì sau khi mà bà ngoại em uống khoảng 3 ngày thôi thì cái triệu chứng đó không có còn nữa. Và hiện tại cho đến thời điểm này thì hầu như là bà ngoại em cai dần thuốc tây về thuốc bao tử cũng như là về thuốc khớp luôn. Do đó là nếu như mà các anh chị á, nếu mà chúng ta quan tâm về kinh doanh sản phẩm thì chúng ta nên trải nghiệm cái dòng siêu vitamin. Bởi lẽ là cái đấy nó không chỉ tốt cho những cái bệnh nhân về bao tử hay là trào ngược dạ dày, mà nó sẽ mang lại một cái cảm nhận nhanh nhất để cho chúng ta có một cái cảm nhận thật là tự tin và mạnh mẽ để chúng ta có thể bắt đầu cái công việc kinh doanh này. Thì cái đó là cái phần mà em nghĩ là nó sẽ cần nhất cho các anh chị khi mà chúng ta đi làm kinh doanh. Còn những cái sản phẩm khác của CBD ấy, thì thực sự là nó rất là tuyệt vời. Khi mà chúng ta vào làm và chúng ta trải nghiệm thì chúng ta sẽ thực sự là chúng ta biết là nó hiệu quả như thế nào. Còn bây giờ thì em chỉ xin chia sẻ cái phần mà chúng ta sẽ cảm nhận nhanh nhất và mạnh nhất cho các anh chị mà chúng ta đang rất là háo hức mong muốn bắt đầu cái việc kinh doanh với CBD ở đây ạ. Cảm ơn bạn Trang rất là nhiều ạ. Các bạn có thể thấy rằng là khi mà những anh chị em ở đây mà họ chia sẻ về cái sản phẩm của Siri ấy, họ chia sẻ từ trái tim. Và bản thân Anna thì nói rất là nhiều, nói từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Thì khi mà nói nhiều như vậy thì cái thanh quản của mình nó không chịu được. Thì trước khi mà vào cái buổi này thì Anna mới lấy cái formula, mở cái bột của formula ra và thêm cả coen vào nữa. Mình tạo thành một cái dung dịch mà mình uống từ từ để mình ngậm ấy. Thì bây giờ giọng đã có thể thanh trở lại và có thể trao đổi cùng các bạn. Thế thì một cái sản phẩm, nếu như giả sử một cái sản phẩm tốt như vậy thì sẽ kinh doanh như thế nào? Ở đây có bao nhiêu bạn đồng ý rằng là sản phẩm tốt thôi là chưa đủ, mà sản phẩm tốt phải đi kèm với một mô hình kinh doanh, một mô hình phân phối hiệu quả thì sản phẩm mới có thể đến được tay người sử dụng? Thì giơ ngón tay cái ạ. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn anh chị em rất nhiều ạ. Đấy cũng là trăn trở của bất kể một bạn nào mà khi mà mình bước vào kinh doanh. Bản thân Anna cũng vậy. Trước đây Anna cũng có cái doanh nghiệp của Anna và Anna cũng sản xuất những cái sản phẩm sinh thái sạch như thế này. Chỉ là công nghệ của mình thô sơ hơn thôi. Và khi mà mình sản xuất thì mình đã giúp được rất là nhiều khách hàng có hiệu quả. Và mình lại bị gặp trục trặc trong cái việc làm thế nào để mình có thể đưa được sản phẩm đến với người tiêu dùng nhiều hơn. Và làm thế nào để gia tăng được cái lợi nhuận hơn. Tức là khi mà số lượng bán nó ít á, một ngày mà Anna bán 300-400 đơn hàng, nó vẫn là một con số rất ít để có thể ra được lợi nhuận. Bởi vì chúng ta không thể có cái phần lợi nhuận quá nhiều được. Nó đã có nguyên tắc lợi nhuận rồi, là luôn luôn là từ 50-60% là sẽ chia lại cho các cái mốc mắt xích ở trong hệ thống phân phối của chúng ta, và khoảng 40% là của nhà sản xuất. Thế nhưng mà mình không có cách nào để mình làm được như thế mà có lợi nhuận cả. Và mình mới chăn trở để mình xem là có cái phương pháp nào để mà người ta có thể ở lại với mình lâu không. Và bằng cái việc đấy, Anna đã đi tìm kiếm khoảng 7 người, 7 anh chị em ở trong cộng đồng mà Anna biết mà có cái thu nhập từ 500 triệu đến 1 tỷ một tháng trở lên. Và mình gọi cho người ta, mình hỏi là cho xin sang gặp, hỏi xem là bí quyết gì mà có thể làm được như thế. Thế thì trong đấy một nửa là kinh doanh truyền thống và một nửa là network marketing. Thế mình mới phát hiện ra là ngay cả khi những cái mô hình mà phân phối sản phẩm như thế này mà kinh doanh truyền thống, họ cũng đang hướng tới những cái mô hình như là network, để từ đó họ mới có thể tạo ra được cái thu nhập thụ động. Cái sự trăn trở của họ là họ vẫn chưa tạo ra được những thu nhập thụ động.
Và như vậy cho nên là những cái người đại lý của họ sẽ phải mua những đơn hàng lớn. Thậm chí có những người đại lý mà phải mua những đơn hàng trị giá là 500 triệu mới có thể được chiết khấu là hơn 50%, là cái mức gọi là tổng cái hoa hồng mà có thể. Thế thì còn ở với những cái bên mà đại lý ấy, thường là không dám thoát mình ra khỏi cái việc kinh doanh, luôn luôn phải thường trực, không dám đi du lịch, không dám đi chơi, không dám làm gì hết, vì còn phải gói hàng. Ngay cả khi mà bạn phải thuê nhân viên thì bạn cũng phải kiểm soát nhân viên làm sao để họ có thể làm đúng được như là bạn làm, thì cái điều đấy rất là khó. Còn mình quay sang trở lại với những cái anh chị mà làm hệ thống network như thế này á, họ hợp tác với một công ty và họ nói rằng là công ty đã lo hết rồi, việc của họ làm việc với nhà phân phối và họ cầm một cái laptop đi khắp mọi nơi họ cũng có thể làm được. Và khi Anna hỏi rằng là cái lý do gì để cho một người ở lại với chị lâu mà sao em không làm được điều đấy, họ bảo là thu nhập thụ động. Thu nhập thụ động là một cái thứ mà ai cũng muốn, tức là mình xây dựng và cái thu nhập đấy có khả năng mở rộng lên mà không cần phải sử dụng đến vốn, không cần phải sản xuất hàng hóa. Và cái thu nhập đấy để có được thì mình phải cho người ta được là tất cả những mọi người gia nhập bên dưới hệ thống, người ta phải kiểm gọi là phải được kết nối với nhau bởi các cái mắt xích. À, và mình bắt đầu suy nghĩ và mình bắt đầu đi tìm kiếm xem là ở Việt Nam để đăng ký một mô hình như thế thì nó dễ hay là nó khó. Và khi Anna kiểm tra thì Anna phát hiện ra rằng là năm 2018-2019 chúng ta còn có 150 công ty được cấp phép cái mô hình này. Nhưng mà đến năm 2020 là tháng 2 năm 2020 chúng ta chỉ còn có 23 công ty được cấp phép thôi. Và hãy hình dung là một cái quy định rất là khắc nghiệt. Có những doanh nghiệp của Hàn Quốc họ đã đặt cọc ký quỹ cả hơn 50 tỷ rồi mà họ vẫn không được cấp phép cái mô hình network. Vậy mô hình network nó khác cái gì với cả cái mô hình truyền thống? Nó khác ở chỗ là gì? Là chúng ta sẽ không cần phải mua hàng nhiều trong cùng một lúc ngay từ đầu. Chúng ta sẽ không cần phải được hưởng mức chiết khấu tối đa bằng cách là phải bỏ ra vài trăm triệu để mua hàng về rồi mới tìm cách phân phối nó. Mà việc của mình là gì? Mình tìm kiếm những đối tác mà họ có cái mô hình phù hợp, là họ không bắt người khác phải mua hàng từ đầu. Thì trong 11 năm mà Anna tìm hiểu những cái mô hình network đang có mặt ở trên thị trường Việt Nam hoạt động đúng luật, thì chỉ có duy nhất công ty Siberian Wellness là có thể thỏa mãn được cái tiêu chí đấy thôi. Là có thể thỏa mãn được cái tiêu chí là bạn gần như không mất vốn để có thể gia nhập. Và điều đấy nó làm cho chúng ta có thể nhanh chóng để xây dựng được đội nhóm của chúng ta lên. Thế thì Anna xin phép được chia sẻ kỹ hơn về cái những cái lý do cũng như là những cái nền tảng của cái giải pháp kinh doanh này. Phải nói nó đúng là một cái giải pháp, và khi mà anh chị em tìm hiểu kỹ thì anh chị em sẽ thấy rằng là nó khác hoàn toàn với những công ty ngoài kia, nó khác hoàn toàn luôn. Ở đây chúng ta cũng thấy cái mô hình kinh doanh truyền thống của chúng ta thì cái phần mà tiếp thị quảng cáo từ nhà sản xuất hàng sẽ thông qua tiếp thị quảng cáo mà đến được với bán buôn bán lẻ và từ đấy đến được với người sử dụng. Thế còn ở trong hệ thống network thì các nhà kinh doanh Mỹ họ đã phát hiện ra và họ đã sáng tạo ra mô hình này. Họ thấy rằng là với một số sản phẩm, ví dụ như những cái sản phẩm sinh thái sạch, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thì sẽ cần những cái người mà có thể tư vấn được kỹ hơn, hướng dẫn kỹ hơn về cách dùng. Và họ cảm thấy là nếu mà cứ để ở trong hệ thống mà đại lý siêu thị ấy, thì không có ai hướng dẫn khách hàng cả và nó không đạt được hiệu quả sử dụng. Và vì thế mà họ bắt đầu phát triển một hệ thống những cái nhà tư vấn viên hoạt động độc lập với nhau và có liên hệ với nhau qua những cái mã số để dễ dàng đạt được một cái kết nối. Thay vì mình bán hàng, mình mua hàng ở siêu thị thì bây giờ siêu thị cũng có những cái gọi là thẻ thành viên, thì cũng là tạo một cái mã số cho mình. Thế mà mình đi vào siêu thị thì cho dù mình mua nhiều bao nhiêu, cho dù mình có giới thiệu ai vào siêu thị đi chăng nữa, thì mình cũng chỉ được cái chiết khấu ví dụ như là phần quà 1% hoặc thậm chí ít hơn. Thế còn với cái mô hình này thì do rằng là người ta sẽ cắt toàn bộ cái phần tiếp thị quảng cáo bán buôn bán lẻ, cho nên là toàn bộ cái phần mà sẽ được chi trả cho cái này thì bây giờ sẽ được chi trả trực tiếp cho người sử dụng luôn. Và khi người sử dụng mình dùng, mình thấy tốt, mình kinh doanh mình thấy tốt, mình giới thiệu người khác dùng, mình hướng dẫn cho người khác kinh doanh, thì công ty sẽ trả tiền cho cái phần mà mình giới thiệu. Và từ đó mình cũng sẽ có cái cách để mà mình demo sản phẩm, mình làm những cái buổi chia sẻ giống như những cái buổi mà Anna đang chia sẻ với các bạn như thế này. Và từ đó thì chúng ta mở rộng được cái mạng lưới. Và nó có một điều đặc biệt là đối với nhà sản xuất, đối với cái mô hình truyền thống, cái người bán buôn này phải nhập một đơn hàng rất lớn. Mà đối với mô hình này thì người tiêu dùng không cần phải nhập đơn hàng lớn nào cả. Đã là người tiêu dùng, mình chỉ cần mua cái đơn hàng đủ để tiêu dùng thôi, đủ để trải nghiệm sản phẩm thôi. Còn lại khi mà có khách hàng thì mình sẽ hướng dẫn người ta mua trực tiếp của công ty. Và bạn hãy thử nghĩ lại đi. Ở trên thị trường
có công ty nào mà làm được đúng như thế không? Đây là một cái mô hình kinh điển mà rất hiếm công ty có thể làm được. Thay vào đó, họ lại yêu cầu người tiêu dùng mua một đơn hàng là 30 triệu, 60 triệu để có thể bắt đầu kinh doanh. Thế thì cái đấy chẳng qua là một cái chiến lược để người ta có thể đẩy hàng được đi ngay từ đầu thôi. Nó là một cái sự lai căng nửa mùa giữa cái việc người bán buôn và cái người tiêu dùng. Và tại sao Anna trong suốt 11 năm qua Anna để ý rất nhiều, mà đến ngày hôm nay khi gặp công ty Siberian Wellness thì Anna mới bắt đầu tham gia từ tháng 10 năm 2019. Tại vì Anna nhìn thấy được là công ty này họ đã ứng dụng nguyên bản cái sơ đồ này. Tức là họ không yêu cầu một cái người tiêu dùng phải mua một đơn hàng 10 triệu, 30 triệu, 60 triệu gì cả. Họ sẽ để cho người tiêu dùng được trải nghiệm sản phẩm rồi sau đó giới thiệu. Rồi tất cả các đơn hàng đó sẽ được cộng dồn vào đến cuối tháng. Đến cuối tháng bạn có tổng cái tiêu thụ bao nhiêu thì bạn sẽ được hưởng mức hoa hồng tương ứng. Đây là một trong những cái điểm mà khác biệt hoàn toàn luôn. Và để mà mình có thể hiểu được rõ hơn về cái việc là tiền nó sẽ đến từ đâu và tại sao những cái mô hình này nó lại sẽ tăng trưởng nhanh hơn những cái mô hình truyền thống, và tại sao trong cái thế kỷ 21 này chúng ta lại nên nắm bắt, thì chúng ta sẽ cần hiểu về cấp số nhân. Ở đây đã có bao nhiêu anh chị em mình đã nghe về cấp số nhân và mình bắt đầu hiểu sơ sơ về cấp số nhân, có thể giơ ngón tay cái giúp Anna được không ạ? Dạ, vậy là có rất là nhiều anh chị em chưa giơ tay. Có một số bạn mà chưa bật màn hình. Anna tin chắc rằng là khi mà bạn tập trung, bạn để ý đến cái phần này thì đây là cái bí mật của cả một cái ngành nghề kinh doanh đã tạo ra rất là nhiều triệu phú đô la ở trên thế giới. Thì nó chỉ nằm ở trong vài cái slide này thôi. Và Anna rất là mong là bạn dành cái thời gian tập trung để bạn có thể nhận được những cái thông tin này mà không cần phải đọc rất là nhiều quyển sách. Thế cái ngành nghề kinh doanh của sự chia sẻ, tức là bạn dùng, bạn thấy tốt, bạn chia sẻ cho người khác. Và những cái nhà kinh doanh của Mỹ họ sáng tạo ra bởi vì họ tìm thấy được một cái sự tăng trưởng theo cấp số nhân thì nó nhanh hơn rất nhiều so với cấp số cộng là như sau. Ví dụ bây giờ bạn không làm riêng một mình bạn mà bạn có 3 người bên dưới bạn làm cùng bạn. Cái này gọi là cấp số nhân 3. Bạn sẽ hướng dẫn cho 3 người này, mỗi người có 3 người. Thì lần thứ 2 bạn hướng dẫn là tổng bạn có 9 người. Bạn lần thứ 3 hướng dẫn, bạn lại hướng dẫn cho 9 người này, mỗi người có 3 người. Thì lần thứ 3 bạn sẽ có 27 người. Khi mà có 27 người, bạn lại có một sự hướng dẫn lần số 4. Lần số 4 này bạn lại hướng dẫn cho 27 người này, có mỗi người có 3 người là bạn có 81 người. 81 người này bạn lại quyết định bạn sẽ hướng dẫn một lần thứ 5. Thì lần thứ 5 này bạn lại hướng dẫn và họ lại tìm ra mỗi người có 3 người nữa là thành 243 người. Tương tự như vậy, khi bạn có một đội ngũ là hơn 200 người, bạn quyết định bạn hướng dẫn thêm một lần số 6 nữa, thì để họ có thể tìm kiếm ra thêm 3 người khác là mình có 729 người. Rồi bạn thấy rằng là 3 người là đơn giản với mình, và bạn hoàn toàn có thể tìm được 4 người kinh doanh cùng bạn. Bạn lại hướng dẫn cho 4 người này, mỗi người cũng tìm ra 4 người để kinh doanh. Thì lần thứ 2 bạn sẽ hướng dẫn 16 người. Tiếp tục khi bạn hướng dẫn 16 người này rồi, thì không phải chỉ một mình bạn hướng dẫn mà bây giờ nhiều người cùng có thể hướng dẫn được. Và họ bắt đầu chia ra thành những cái nhóm nhỏ hơn để họ hướng dẫn cho nhau. Và cùng một lúc chúng ta có nhiều người hướng dẫn, và lần số 3 tổng số những người cùng hướng dẫn tạo ra được 64 người. 64 người này cũng theo đúng nguyên tắc như thế, mỗi người sẽ tìm ra 4 người. Và họ được hướng dẫn cái cách để tìm ra 4 người. Chúng ta sẽ có những con số này, 4.000 người sau 6 lần hướng dẫn. Và cái cấp số nhân 3 này, cái sự chia sẻ này, cái sức mạnh của cấp số nhân này đã được Việt Nam chúng ta ứng dụng từ rất là lâu. Và người đầu tiên mà ứng dụng và tạo thành một cái thành tựu nổi bật đấy là Hồ Chủ tịch ạ. Năm 1945-1946, đất nước chúng ta có 3 loại giặc: giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Thế thì Bác Hồ mới khẳng định là giặc dốt là cái giặc mà phải kiên quyết loại bỏ. Và từ đó Bác mới tạo ra một chương trình có tên gọi là Bình Dân Học Vụ. Bình Dân Học Vụ là cái chương trình mà xóa mù chữ. Nhưng mà nếu mà mình phụ thuộc vào những cái hệ thống giáo viên thì sẽ không thể nào có thể làm được. Và không thể nào có thể quản lý được trên diện rộng và xóa được mù chữ nhanh. Bác nói rằng là mỗi người biết chữ ít, hãy dạy cho 3 người không biết chữ. Mỗi người biết chữ nhiều, hãy dạy cho 3 người biết chữ ít. Và cứ như vậy chỉ sau 1 năm thôi, chỉ sau 1 năm thì chúng ta có 2,5 triệu người được xóa mù chữ. Và sau 3 năm chúng ta có 10 triệu người được xóa mù chữ. Các bạn có cảm thấy là cái sức mạnh của sự chia sẻ nó khủng khiếp không ạ? Và nếu như mà cái sự chia sẻ đấy nó lại đến từ chính cái gọi gì nhỉ? Tạo được cái giá trị cho chính cái cộng đồng á, thì cái sự chia sẻ này nó sẽ tăng trưởng rất là nhanh. Và rồi chúng ta lại ứng dụng nó để chúng ta tìm ra 5 người. Nếu mà chúng ta không phải mua những đơn hàng lớn mà việc của chúng ta đơn giản là dùng và giới thiệu thì chúng ta rất là dễ dàng.
có thể giới thiệu cho 5 người cùng kinh doanh cùng mình. Rồi tiếp tục những cái lần tiếp theo, mình lại hướng dẫn cho mỗi người có 5 người. Sau 6 lần mà mình hướng dẫn như vậy, mình có 15.000 người ạ. Bạn thấy con số nó tăng lên một cách chóng mặt đúng không ạ? Và nếu như một ai đó, mình thấy rằng mình hoàn toàn có khả năng hướng dẫn 10 người. Rồi mình hướng dẫn cho 10 người này, mỗi người cũng tìm ra 10 người. Sau 6 lần, tất cả mọi mắt xích cùng hướng dẫn như thế, thì chúng ta sẽ có 1 triệu người. 1 triệu người là bằng 1% dân số Việt Nam. Và bạn biết ạ, một lát nữa Anna sẽ làm một cái phép tính cho bạn để bạn thấy rằng là chúng ta sẽ có bao nhiêu tiền khi chúng ta có một hệ thống như thế này. Nếu chúng ta chọn kinh doanh cùng với Siri, chúng ta có thể nhìn vào trên màn hình này để chúng ta thấy được sự khác biệt. Nếu bạn bắt đầu bằng 3 người, thì sau 6 lần hướng dẫn bạn sẽ có 700 người. Nếu bạn bắt đầu bằng 4 người, sau 6 lần hướng dẫn bạn sẽ có 4.000 người. Nếu bạn bắt đầu bằng 5 người thì sau 6 lần hướng dẫn bạn sẽ có 15.000 người. Và nếu bạn bắt đầu bằng 10 người thì sau 6 lần hướng dẫn bạn có 1 triệu người. Vậy thì cái sự khác biệt ở đây, cái sự tạo ra cái sự khác biệt này nó chỉ nằm ở đúng một chỗ thôi. Nếu mỗi người trong chúng ta nỗ lực hướng dẫn thêm chỉ một người thôi thì cái kết quả nó đã khác hoàn toàn rồi. Và Anna ở đây thì Anna phát hiện ra sau những cái lần mà mình chia sẻ thì mình phát hiện ra mọi người rất là thích cái con số 15.000 người này. Rất là thích cái con số này bởi vì nó dễ hình dung hơn. Nó không quá nhiều như là 1 triệu người. Và bây giờ Anna sẽ làm một cái phép tính để cho bạn xem là liệu chúng ta sẽ có được bao nhiêu tiền khi chúng ta xây dựng được hệ thống như thế này. Bây giờ cho Anna hỏi các bạn một câu. Nếu giả sử bây giờ các bạn có thể bật màn hình lên để cho giao lưu với Anna một chút không ạ? Đây là một trong những cái phần rất là quan trọng. Anna muốn hỏi các bạn một câu là nếu như theo kinh nghiệm của các bạn, khi chúng ta kinh doanh những cái sản phẩm mà có giá trị khoảng 200.000 đến 500.000 một món, những sản phẩm này là những sản phẩm số 1, nó sẽ dễ dàng lặp lại tiêu dùng. Số 2, số lượng rất là nhiều cho nên là dễ dàng mua. Số 3 là giá rất là rẻ cho nên ai cũng có thể mua được. Nó như là những sản phẩm ở trong siêu thị mà nó có công dụng để giúp chúng ta có thể thay đổi được, cải thiện được sức khỏe chúng ta. Có một cái công ty đã tạo ra những cái dòng sản phẩm như thế rồi và hiệu quả của nó chỉ sau 3 ngày đến 7 ngày là có thể cảm nhận được. Thì các bạn có tự tin là một tháng các bạn bán được 60 triệu không ạ? Một mình các bạn bán lẻ 60 triệu. Nếu giả sử các bạn y chang một cái siêu thị mini thu nhỏ như là Vinmart chẳng hạn, thì mình có thể bán được một đơn hàng là 60 triệu không ạ? Ai mà tự tin là mình bán lẻ được 60 triệu một tháng thì mình có thể giơ ngón tay cái được không ạ? Anna xem là trong đội nhóm của chúng ta ở đây thì có bao nhiêu người tự tin có thể bán được. Cũng có khá là nhiều người tự tin là mình có thể bán được 60 triệu. Thế mà theo các bạn 60 triệu đấy mà là 5.000 người trong hệ thống của mình cùng bán được, 15.000 người trong hệ thống của mình cùng bán được và lại lặp lại tháng này tháng sau đều lặp lại, thì cái đấy nó còn dễ không ạ? Nó bắt đầu khó hơn. Nếu mà giảm xuống 30 triệu một người thì sao ạ? Thì dễ hơn chưa ạ? Ai cảm thấy dễ hơn rồi thì giơ ngón tay cái. Thế là vẫn còn nhiều người chưa giơ. Thế bây giờ giảm xuống 10 triệu thì sao ạ? Nếu 10 triệu, doanh số 10 triệu một tháng thì sao ạ? Mình cảm thấy mình có làm được chưa ạ? Làm được đúng không ạ? Có một số anh chị em vẫn đang còn chống tay lên trên cằm, trên má. Bởi vì là mình vẫn chưa hình dung được là mình có khả năng tiêu thụ 10 triệu hay không ạ? Anna hỏi một câu này nhá. Bây giờ mình đi làm đi. Thu nhập bình quân ở ngoài kia các công ty trả cho mình có phải khoảng 10 triệu một tháng không ạ? Có công ty nào mà họ yêu cầu bạn là để bạn được nhận lương 10 triệu, bạn cần phải tiêu thụ một lượng hàng là 10 triệu không? Hay là nhẽ ra cái giá trị bạn tạo ra nó phải nhiều hơn cái giá trị mà người ta có thể trả lương? Các bạn hình dung chỗ này không ạ? Thế cho nên là một cái doanh số 10 triệu là một cái doanh số mà gần như tất cả chúng ta đều phải có khả năng làm được nếu chúng ta muốn có cái thu nhập khoảng 10 triệu. Thế nhưng mà ở Siberia thì chúng ta lại có một cái điều rất là đặc biệt như thế này. Đây có lẽ là một cái điều khác biệt nhất. Đó là ở Siberia chúng ta sẽ được yêu cầu mỗi người sẽ tiêu thụ một lượng hàng là 2,5 triệu. 2,5 triệu tức là sao? 2,5 triệu tức là một cái mắt xích này này trong hệ thống của các bạn này này. Mỗi một mắt xích này chỉ cần hoàn thành một cái mức doanh số 2,5 triệu thôi là đảm bảo cái yêu cầu của công ty rồi. Thế còn nếu mà bạn nào mà giỏi hơn, làm nhiều hơn trong đội nhóm mà Anna đang hướng dẫn thì các bạn ấy sẽ làm từ 5 triệu đến 10 triệu. Thế còn ai mà chỉ có khả năng làm được 2,5 triệu thôi đã đảm bảo được bước đầu rồi. Và cái điều đấy nó có ý nghĩa gì ạ? Nó có ý nghĩa là nó có thể biến được cấp số nhân này từ lý thuyết thành thực tế.
có rất nhiều công ty ngoài kia họ sử dụng cái sơ đồ cấp số nhân này để họ đưa ra một bức tranh rất là đẹp cho những cái người mà muốn gia nhập. Nhưng rồi những người muốn gia nhập nhanh chóng hiểu ra rằng là bạn sẽ phải mỗi tháng đều đặn hàng tháng trong suốt cái thời gian mà hoạt động với công ty tiêu thụ những lượng hàng như là 30 triệu, 60 triệu, 100 triệu một tháng. Đồng thời khi bạn gia nhập bạn cũng phải mua một cái đơn hàng 60 mấy triệu một tháng chẳng hạn. Thì cái điều đấy nó tạo cho cái cấp số nhân này khó được nhân bản lên. Còn nếu như mà ngay từ đầu bạn vào, bạn chỉ phải mua cái lượng hàng đủ cho bạn dùng thôi, 2 triệu rưỡi là bạn đã đầy đủ cái điều kiện để bạn có thể bắt đầu kinh doanh. Và từ đó bạn cũng hướng dẫn cho những người bên dưới bạn làm được điều đó. Và khi mình đạt được điều đấy rồi, 2 triệu rưỡi rồi, mình tiếp tục tìm kiếm những khách hàng, mình bán cho họ thêm, mua hàng trực tiếp từ công ty lên thành 5 triệu. Ai mà bán hàng giỏi thì có thể lên đến 10 triệu, còn không thì cũng không yêu cầu. 5 triệu là rất là được rồi, mình dùng và mình bán. Và rồi mình hướng dẫn như vậy thì cái con số như vậy rất dễ lặp lại tiêu dùng. Thì chúng ta sẽ cùng tính xem là cái tiền khi các bạn làm với Siri thì các bạn sẽ có bao nhiêu tiền. Nếu các bạn có một hệ thống là 15.000 người, chúng ta có 15.625 người, mỗi người tiêu thụ 100 điểm, 100 điểm ở đây á, tương ứng là 2 triệu rưỡi đấy ạ. Và để mình tính được hoa hồng thì mình sẽ nhân với một hằng số là 10.000 đồng. Để mình ra cái doanh số mình tính hoa hồng là tiền mặt mình nhận được. Và nếu như thế này thì tổng cái số tiền tính hoa hồng là 15,6 tỷ. Công ty sẽ chi trả hoa hồng từ bạn trở xuống trong toàn đội ngũ của bạn là 37% cái con số này. Thì tổng số tiền hoa hồng được chi trả vào tất cả các tầng là 5,8 tỷ. Sau đó bạn kinh doanh thì bạn và Anna hay bất kể một ai đều muốn mình là người ở trên, đúng không ạ? Đều muốn mình là người ở trên. Nếu bạn ở trên bạn có thể được từ 4 đến 10%. Được từ 4 đến 10% hoa hồng. Và nếu giả sử bạn được 4% hoa hồng thì bạn hãy nhìn con số tiền mà bạn kiếm được ở đây ạ. 625 triệu một tháng. Nếu bạn được 4%. Đó. Và ở đây là đã tính toán bao gồm cả cái tỷ lệ mà có tỷ lệ là người làm được người không à, thì cứ 15.000 người này. Và khi mà bạn lên đến cái vị trí này này thì bạn được gọi là thủ lĩnh quốc tế. Và bạn sẽ được tặng một cái biệt thự ở Hy Lạp. Và một lát Anna sẽ cung cấp cho các bạn những cái gọi là phần thưởng, phần quà, những cái giá trị mà bạn sẽ được nhận khi mà bạn đồng hành cùng với công ty Siberian Wellness. Và các bạn nghĩ sao về cái con số là 625 triệu này một tháng á, mà là thu nhập thụ động, thu nhập mà nó sẽ chủ động chuyển vào trong cái tài khoản của chúng ta tinh tinh hàng tháng. Và chúng ta sẽ nhận số tiền này mà không cần phải trả lương cho ai cả, cũng chẳng cần phải trả chi phí thuê mặt bằng hay bất kể một loại chi phí nào, cũng không cần phải lo đến cái tồn kho bến bãi, không cần phải lo đến cả vận chuyển và bảo quản hàng hóa, cũng chẳng cần phải lo đến quy trình nghiệp vụ quản lý kho và xuất nhập. Khi bạn mua một cái món hàng 100.000 đồng thì công ty cũng xuất hóa đơn đỏ và chuyển cả hàng, cả hóa đơn đỏ đấy tự động về nhà của mình. Đấy là khi mà chúng ta sử dụng được sức mạnh đấy thì chúng ta sẽ có một cái bước tăng trưởng rất là nhanh. Và rồi Anna nhận ra được là sự vĩ đại là do sự lựa chọn. Đôi khi cả đời chúng ta nỗ lực sẽ không bằng một sự lựa chọn đúng. Và điều này nó thúc đẩy Anna vào cái việc là gia nhập vào cái hệ thống này. Và Anna cũng đồng thời tìm thấy được những cái bằng chứng để chứng minh về sự tăng trưởng. Trong khi một số công ty khác cùng ngành nghề trong số 23 công ty được cấp phép tại Việt Nam đấy ạ, thì họ có cái bước suy giảm từ 2.000 tỷ xuống còn 1.000 tỷ, tức là suy giảm tới 50%. Thì công ty của chúng ta vẫn tăng trưởng 150% qua các cái năm từ khi bắt đầu gia nhập, từ khi bắt đầu vào Việt Nam năm 2015 đến bây giờ, năm 2014. Và rồi năm 2019 thì thị trường Việt Nam tăng trưởng tới 176%. Khi nhìn vào kết quả này, bạn sẽ biết rằng là cái độ dễ của cái việc triển khai mô hình kinh doanh và cái mức độ hiệu quả của sản phẩm như thế nào thì chúng ta mới có thể tăng trưởng được như thế này. Đúng không ạ? Và ở Siri chúng ta có rất là nhiều phần, nhiều những cái phần thưởng khác nhau. Lợi nhuận của công ty Siri cũng giống như của các công ty khác được nhà nước của chúng ta quy định. Có nhiều người nói rằng là kinh doanh theo hệ thống thì cái giá trị của nó ít hơn so với cả cái giá tiền, bởi vì là người trong hệ thống được thưởng nhiều quá. Thế thì sự thực là gì? Sự thực là Việt Nam mình đã ra một cái nghị định là nghị định 40. Trong cái nghị định này á, thì tất cả các công ty chỉ được chi trả 40% hoa hồng của họ vào tất cả các cái tầng ở trong hệ thống. Và bạn hoàn toàn có thể an tâm
cùng cộng cùng với cả cái phần chiết khấu vào quỹ sức khỏe của chúng ta thì chúng ta được chi trả tất cả các phần vào khoảng chừng 60%. Nó hoàn toàn phù hợp với những mô hình kinh doanh truyền thống bình thường. Cho nên là nếu mà bạn mà đang còn có cái suy nghĩ này thì Anna lại càng đề xuất là các bạn hãy làm sao để các bạn tìm hiểu thật kỹ đi, để các bạn không bỏ lỡ qua một cái cơ hội. Và tiền ở Sibri thì nó khác với những công ty khác, khác với 23 công ty kia. Tiền ở Sibri nó chia thành các cái phần khác nhau. Phần tiền chuyển vào tài khoản, phần tiền chuyển vào quỹ sức khỏe để bạn dùng để bạn lặp lại mua hàng. Cái phần á, thì sẽ dành để mua ô tô cho bạn. Cho Anna hỏi, ở đây có bao nhiêu người trong số các bạn thích đi ô tô bằng tiền của một người khác mua cho mình? Thích ngồi trên cái ô tô mà người khác mua cho mình ạ? Có rất nhiều anh chị em là mình chưa bật màn hình, mà chắc chắn là câu trả lời á, sẽ là có. Đúng không ạ? Và mình sẽ có ô tô, mình sẽ tìm kiếm ra những người mà thích ô tô, thích đi ô tô do người khác mua cho mình. Và những người mà thích đi ô tô này này là những người gì? Là những người mà thích làm kinh doanh, là những người mà thích cống hiến, thích phát triển bản thân, thích giúp đỡ người khác. Đây là một cái trường dạy làm giàu dành cho những người thích giúp đỡ người khác. Và những người này chỉ cần có năng lực tiêu thụ một lượng sản phẩm là 2 triệu rưỡi một tháng thôi ạ. Thế thì các bạn có dễ dàng tìm ra được từ 5 đến 10 người kinh doanh cùng mình thích ô tô, thích kiếm tiền mà lại có khả năng tiêu thụ lượng hàng là 2 triệu rưỡi một tháng? Bạn nào cảm thấy rất dễ dàng có từ 5 đến 10 người như thế thì giơ ngón tay cái giúp Anna. Chắc chắn đây là sự thật. Đấy, bây giờ thì Anna thấy là có nhiều người giơ ngón tay cái hơn rồi đấy. Bởi vì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là hóa ra cái câu chuyện nó rất là đơn giản. Và liệu mình hãy hình dung này, 30 năm nữa nếu các bạn tự xây dựng cho một doanh nghiệp như thế thì liệu các bạn có thể đưa ra được một chính sách hoa hồng như thế không? Mình có thể đưa ra được những dòng sản phẩm mà đa dạng như vậy, trình bày mà chị Thúy chị nói mỏi cả miệng mới hết. Và vẫn tiếp tục có thêm những dòng sản phẩm khác nữa. Liệu mình có thể làm ra được một cái sân chơi như thế để rất nhiều người có thể gia nhập không? Anna đã từng hỏi câu hỏi này. Và khi Anna chứng kiến những cái hình ảnh chiếu lên, trước đây Anna là một nhà dinh dưỡng và Anna cũng sản xuất những sản phẩm về dinh dưỡng, và khi hình ảnh chiếu lên mình bảo là ồ, đây chính là mình trong 30 năm về sau. Đây chính là mình 30 năm về sau. Và tôi bắt đầu tự hỏi là nếu vậy thì tôi có cần phải có một cái thương hiệu tên là Yobo không? Yobo là thương hiệu của Anna về dinh dưỡng. Và một cái sự tình cờ là cái thương hiệu về dinh dưỡng của công ty Sibri có tên là Yogo. Và nó còn càng làm cho mình giống như là một cái tín hiệu mà vũ trụ đưa đến và nói rằng là à, bạn cần phải suy nghĩ về cái việc bạn sẽ đứng trên vai một người khổng lồ để bạn đi. Để khi người ta bước một bước, bạn sẽ bước được cả nghìn bước. Hay là bạn tự mày mò, bạn tạo ra một sản phẩm mà bạn phải vất vả đến 30 năm sau. Thì tôi là một người rất là số học. Tôi tính toán rất là nhanh về mặt lợi ích. Và tôi nhìn ra ngay được là 5 năm nữa mình sẽ có được cái gì. Và tôi đang có trong tay một cái chiến lược mà nguyên đội nhóm ở Siri chưa, những đội nhóm khác chưa ai áp dụng. Tôi có một cái chiến lược mà giúp các bạn và giúp cả bản thân tôi có thể đi hết sơ đồ trả thưởng của công ty Siri trong vòng 2 năm. Đây có thể nói là một cái điều mà tôi dám cam đoan là không có một thủ lĩnh nào ở những công ty khác dám khẳng định điều đấy. Tại vì họ không có được những cái yếu tố để có thể phát triển nhanh như ở Sibri. Cũng là một cái chiến lược gọi là marketing kinh điển như thế. Nhưng mà không phải là ở công ty nào cũng có thể áp dụng được. Không phải ở công ty nào người ta cũng không yêu cầu bạn mua một đơn hàng lớn, đúng không ạ? Không phải ở công ty nào mà sản phẩm cũng có 3 ngày đến 7 ngày là đã có thể cảm nhận được hiệu quả rồi. Không phải ở công ty nào người ta cũng có những chính sách như là ô tô, thưởng nhà, thưởng xe, để mà chúng ta có thể dùng nó như một cái kích thích những cái người anh em của chúng ta hoạt động. Và không phải ở một công ty nào cũng đều có những con người như ở đây. Thì Anna xin được chia sẻ tiếp với các bạn. Cho nên là khi mà tôi tìm hiểu thì tôi tìm hiểu một cách rất là lý trí. Và từ khi mà công ty phát triển đến bây giờ, công ty đã tạo ra khoảng 550 chiếc xe hơi tại 18 quốc gia. Tức là vẫn có những quốc gia họ đang còn rất là mới. Và tổng cái tiền mà được chi trả vào xe hơi này là 25 tỷ. Và ở Việt Nam chúng ta đến thời điểm hiện nay chúng ta có 70 chiếc xe rồi. Bạn sẽ thấy rằng là người Việt Nam của chúng ta cực kỳ giỏi luôn. Chúng ta cực kỳ giỏi trong những làm những cái việc gì mà có liên quan đến quần chúng. Cực kỳ giỏi. Đấy là lý do tại sao chúng ta có thể chống được dịch tốt như thế đấy ạ. Chúng ta rất giỏi trong cái việc và làm việc với cả đám đông. Và đây là những chiếc xe đầu tiên được trao. Bạn thấy ạ, từ cặp những cặp vợ chồng đến những bạn trẻ
dưới 30 tuổi, thu nhập trên 100 triệu và sở hữu ô tô do công ty mua cho mình, không phải bỏ tiền ra mua. Đây là Anna. Anna đạt được cái mức thu nhập và lấy được ô tô về sau 3 tháng gia nhập cùng công ty. Nó là một bằng chứng của cái việc là tôi đã sử dụng cái chiến lược của mình, áp dụng vào cái mô hình, cái sân chơi, cái người khổng lồ Cyberdon Wellness. Một cái chiến lược mà tôi đã muốn áp dụng trong suốt 11 năm nay. Và tôi chưa thể tìm được một cái môi trường nào để có thể áp dụng được chiến lược như thế. Và khi tôi áp dụng ở đây thì nó ra thành quả. Nó ra dòng tiền dương ngay từ tháng đầu tiên. Còn khi mình áp dụng ở những công ty khác, ngay cả công ty do chính mình tạo ra, thì nó chưa ra dòng tiền dương. Đấy là một sự khác biệt. Suy cho đến tận cùng tôi hiểu rõ hơn bất kể một lúc nào hết trong cuộc đời mình là cái sự lựa chọn nó luôn quan trọng hơn cái sự nỗ lực. Ai mà lấy nhầm vợ nhầm chồng là mình sẽ hiểu rất rõ cái phần này. Chị này đã từng làm ở những cái mô hình MLM khác và chị có một cái sự trăn trở là những người tin yêu đi theo chị ấy là không kiếm được tiền. Có mình chị kiếm được tiền thôi. Khó quá, luật chơi khắc nghiệt quá. Thế thì chị về đây và đội nhóm của chị không những chị mà chị còn giúp cho nhiều người bên dưới chị có ô tô và có thu nhập cao. Có rất nhiều thầy cô giáo về đây. Bởi vì bạn cứ hình dung nhá, cái đích cuối cùng của làm series là trở thành những thầy cô giáo, những người mà đã làm và đã hướng dẫn lại cho người khác. Ở đây chúng ta không tạo ra những cỗ máy bán hàng mà chúng ta tạo ra một hệ thống mỗi người dùng một ít và mỗi người bán một ít. Cho nên là rất là phù hợp nếu bạn có cái năng lực là hướng dẫn người khác. Đó, có rất nhiều thầy cô giáo. Và đủ các ngành nghề, từ ngân hàng đến công nhân may, đến bộ đội, đến thợ may, đến giám đốc dự án với mức lương vài nghìn đô cũng bỏ về làm, đến chị hàng cá là chị Tô Đính. Chị này chị bán cá ở chợ Ga Vinh. Anna rất là thích câu chuyện của chị. Chị bán cá và chị nói là cả cuộc đời chị không bao giờ chị hình dung được là chị có thể có ô tô và chị còn giúp cho 7 người bên dưới chị có ô tô và con số đấy đang tiếp tục tăng lên. Một mẹ bỉm sữa cũng có thể bắt đầu, cho nên ai mà đang có bầu thì đừng lấy đây làm lý do nhá. Chị Thảo này là chị đã bắt đầu từ khi mà chị mang bầu 6 tháng. Một người bị bệnh lupus ban đỏ là một cái căn bệnh rất là khó chữa. Cũng tìm đến sản phẩm được trải nghiệm có hiệu quả kinh doanh. Và bây giờ thì chị đang có cái thu nhập cao cùng với một đội nhóm phát triển. Một cô không biết đi xe đạp, không biết đi xe máy, 63 tuổi ở Hải Dương cũng đã có ô tô và tuyển được chồng của mình làm tài xế riêng cho mình. Chú đang rất ủng hộ cô. Những bạn học hết lớp 3. Ở đây có thể nói rằng là trong những cái bạn mà đang lắng nghe cái phần chia sẻ này, Anna biết rằng có rất nhiều bạn sẽ quan tâm đến những cái việc mà tạo ra những trả giá trị và rất là khao khát cái việc là chuyển đổi và hỗ trợ được cho những người khác thay đổi cuộc đời, làm cho người khác tự tin hơn, làm cho người khác có thể tận hưởng được một cái cuộc đời tươi đẹp này. Chúng ta rất là muốn làm những điều đó. Và đôi khi tiền không phải là cái giá trị cao nhất. Nếu mà chỉ là vài trăm triệu một tháng, ở đây chúng ta có những đa triệu phú. Họ có cái tổng số tài sản lên đến vài trăm tỷ rồi. Và nếu mà bảo là kiếm vài trăm triệu một tháng, cả tỷ một tháng, 2 tỷ một tháng, họ vẫn cảm thấy đấy là số nhỏ. Trời ơi, thật là khủng khiếp. Và lúc đó thì cái thứ mà khiến họ làm ở Sibri, đấy là đây là một môi trường có thể tạo ra những con người từ nhỏ bé mà thành phi thường một cách thực sự. Những người mà đang ở đáy của một cái giai đoạn trong cuộc đời có thể gượng dậy mà không cần phải có vài chục triệu, cả trăm triệu làm vốn, có thể bắt đầu ngay. Và đây là những cái hình ảnh của bạn ấy. Bạn ấy đã đứng được trước sân khấu, bạn đã làm MC, bạn đã du lịch khắp nơi trên thế giới. Đây là một thợ sửa xe máy. Và bạn ấy nói rằng bạn có thể tháo tung được cái xe máy ra, lắp lại, có thể thi nhanh được ạ, nhớ từng cái phụ tùng. Thế mà bạn ấy chưa bao giờ hình dung được là bạn ấy có thể được phát triển bản thân như thế. Đây cũng là một cái môi trường, một cái cơ hội mà dành cho tất cả chúng ta có thể trao được giá trị một cách mạnh mẽ. Nông dân cũng có thể làm được, với bạn nông dân Lê Thị Hòa. Ban đầu bạn còn phải đi mượn một người khác một cái váy để có thể đến được đại hội. Và bây giờ rất là ra dáng một doanh nhân rồi. Bạn này là ở Can Lập, Hà Tĩnh. Và nếu như các bạn thấy ạ, nông dân cũng có thể làm được, học hết lớp 3, học hết lớp 8. Bán cá cũng có thể làm được. Doanh nhân có nhiều triệu đô la tổng tài sản có thể làm được. Bạn có thể nhìn thấy là vô cùng đa dạng. Và nếu mà họ làm được thì Anna tin tưởng rằng là tất cả chúng ta, khi mà chúng ta nắm bắt cơ hội này, chúng ta có thể làm được còn tốt hơn. Khi chúng ta có một chiến lược tốt, chúng ta có một chiến lược, các bạn có thể sử dụng cái chiến lược đang phát triển rất nhanh của Anna. Khi mình hỗ trợ 5 người bên dưới mình có ô tô ở khác nhánh, chúng ta sẽ được thưởng một cái Mercedes. Đây là hình ảnh của những người mà đã được nhận Mercedes tại thị trường Việt Nam. Đồng thời ở trong công ty có một cái phần nữa là phần du lịch.
có những cái phần gọi là thưởng du lịch khi lên vị trí, có cả một cái phần là 1.6 tỷ để đi du lịch vòng quanh thế giới. Anna không phải là người thích đi lại, tôi nói chung là tôi không hiểu làm sao ấy. Tôi chỉ thích tận hưởng ấy, mà tôi ở tại chỗ đấy mà không phải đi lại thì tốt. Thế mà khi mà Anna nghe đến cái phần thưởng là 1.6 tỷ để vòng quanh thế giới thì tôi lại bị xúc động. Tôi nghĩ rằng từ giờ cho đến khi mà mình không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, mà tôi có thể được đi đến cực Bắc, cực Nam, có thể đến được rừng rậm Amazon, có thể thấy được những cái sự đẹp đẽ của cái trái đất này, thì điều đấy hay biết mấy. Để mình không còn phải đi, không còn phải nghĩ rằng là cuộc sống của mình tại sao nó chỉ ở trong gói gọn, ở trong một cái không gian nào đó. Và chúng ta có thể dùng một thiết bị để chúng ta kinh doanh toàn cầu. Đồng thời những lúc mà chúng ta thay đổi không khí, chúng ta có thể có cái phần thưởng 1.6 tỷ dành cho 12 chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Và khi Anna vào trong vòng 6 tháng thì trong 5 tháng đó, Anna đã là cái người mà phát triển doanh số mới nhanh nhất toàn cầu. Và Anna đứng đầu cuộc đua du lịch. Ngoài những cái cuộc du lịch này, chúng ta một năm còn có 1 đến 2 lần đua du lịch. Và với những chương trình đua du lịch như vậy thì chúng ta sẽ được thắng những cái cuộc du lịch mà nó rất là hiếm khi mà mình đi được, ngay cả khi mình có tiền. Ví dụ như Anna vừa trúng được một cái chuyến tháng 7 đi về cái vùng nguồn cội của Syria, là vùng Altai. Là cái vùng mà năng lượng rất là linh thiêng và rất là cao. Vùng hoang sơ, thiên nhiên hoang dã, hình thành 2 triệu năm nay vẫn không còn nguyên bản như vậy. Anna rất là hào hứng với chuyến đi này. Và Anna có công thức để có thể chuyển giao cho các bạn, để khi các bạn gia nhập thì các bạn cũng sẽ lần lượt lấy được hết tất cả những cái phần thưởng này, để các bạn cũng được đến những cái vùng đất mà các bạn mong muốn và được đến những nơi mà các bạn yêu thích. Trong năm 2019 thì đội ngũ đã có 5 cái Mercedes và 70 chiếc xe hơi. Và mục tiêu trong năm 2020 là chúng ta sẽ có 20 cái Mercedes và 200 cái xe hơi. Xe hơi có rất nhiều, bởi vì sao? Bởi vì là cái quy định này đã được đăng ký ở Bộ Công Thương, được Bộ Công Thương đóng dấu là khi lên cái vị trí đấy thì automatic bạn sẽ có ô tô. Và những đặc điểm nổi bật mà Anna đã tổng kết lại để các bạn có thể hình dung tại sao chúng ta lại nên nắm lấy cái sự lựa chọn này. Đầu tiên là với cái người khổng lồ Siberian Wellness, thay vì chúng ta phải làm tất cả những cái công việc về nghiên cứu, sản xuất, vận hành, thì ở đây họ đã làm rồi, ngay cả phần mềm họ cũng làm rồi, mình chỉ việc login vào trong cái mã số của mình để mình có thể làm việc, rồi chuyển hàng, rồi mua hàng, rồi tất cả mọi thứ. Và họ tạo ra một cái sân chơi mà những cái luật chơi là chưa bao giờ có thể tìm thấy được ở một công ty khác trong vòng 11 năm qua ở Việt Nam. Bạn nghĩ đi, đối với một cái chu trình phát triển kinh tế, chúng ta sẽ có bao nhiêu cái chu kỳ 10 năm đây. Cho nên là 11 năm rồi Anna mới tìm thấy một cái mô hình như thế này. Chính sách chiết khấu một mức giá 25%, cho nên chẳng có bán phá giá, cũng chẳng cần phải ôm hàng, chẳng yêu cầu ai là phải mua một đơn hàng rất lớn hết. Sản phẩm rất là, gọi là sao nhỉ, giá rất là rẻ so với chất lượng. Những sản phẩm ở đây mà 200-300 nghìn bạn tìm trên thị trường, sản phẩm có giá tương ứng 1 triệu cũng có công dụng không thể nào có thể so sánh, không bằng được với sản phẩm của Siri. Về cái phần này là Siri có cái hiệu quả vô đối. Một cái điều nữa vô cùng hiếm có, Việt Nam là đất nước đầu tiên tại châu Á. Các công ty khác khi vào Việt Nam thì Việt Nam là đất nước cuối cùng ở châu Á, cho nên chúng ta là cái thị trường cuối cùng. Mà người Việt Nam của chúng ta thì rất là giỏi. Trong khi có rất là nhiều những cái cường quốc trên thế giới không đánh thắng được những cái thực dân Pháp, rồi đế quốc Mỹ, rồi không thể nào mà chiến thắng được Trung Quốc trong cả nghìn năm, thì chúng ta vẫn thắng được. Hiện nay, trong khi cả thế giới đang chao đảo và đang rất là đau khổ với cái dịch bệnh Covid, thì người Việt Nam của chúng ta đang có những cái bước tiến trong cái quá trình mà phòng ngừa những cái bệnh dịch này. Chúng ta rất là giỏi là gọi là co kéo, chúng ta rất là giỏi biết được là chúng ta, cái nguồn lực của chúng ta không thể mạnh bằng các nước phương Tây được. Cho nên là việc của chúng ta là chúng ta phải có cái cách quản lý đặc biệt thông minh hơn, phải có chiến lược thông minh hơn. Và vì thế cho nên là chúng ta đã quản lý được rất là tốt. Bạn sẽ hiểu được là cái dòng máu đấy nó vẫn đang chảy ở trong huyết quản của chúng ta. Cho nên là khi mà chúng ta làm, chúng ta nếu mà chúng ta có cơ hội được là đất nước đầu tiên ở châu Á, thì chúng ta sẽ chứng minh cho toàn thể các cái, những cái gọi là những cái anh chị em, những cái người làm kinh doanh ở những cái khu vực khác ở trong châu Á của chúng ta, hiểu được là một khi chúng ta làm thủ lĩnh của khu vực thì nó sẽ như thế nào. Và Việt Nam của chúng ta là đất nước đầu tiên, tập đoàn đang có kế hoạch mở văn phòng đại diện ở những quốc gia như là Trung Quốc, Thái Lan và Đài Loan.
Và Anna tin tưởng rằng là nó sẽ làm cho chúng ta có một cơ hội mà có thể scale up, mở rộng doanh nghiệp của chúng ta lên không giới hạn. Khi Anna tìm hiểu thì Anna rất quan tâm đến hệ thống đào tạo và Anna tìm thấy một đội nhóm có tên gọi là S69 ở đây. Một hệ thống mà bây giờ anh Trương Huy Cường tạo ra. Và anh ấy có thể tự tin anh ấy nói rằng đây là một hệ thống đáng tham gia nhất hành tinh. Và Anna thấy rằng là trong hệ thống này có rất nhiều người ở xuất phát điểm khác nhau, cứ vào hệ thống ra là thành leader. Rất là hay. Họ có một hệ thống đào tạo rất hay và họ có một hệ thống mà yêu thương, gắn bó với nhau, thống nhất với nhau từ trên xuống dưới trong 26.000 nhà phân phối đang có mặt ở thị trường Việt Nam. Và chúng ta có một đội mà Anna đang tạo ra là đội Legend Team. Là những cái đội mà chúng ta không phải sinh ra để chúng ta làm tư vấn viên, không phải sinh ra chỉ để làm leader, mà chúng ta sinh ra để chúng ta trở thành những huyền thoại. Chúng ta nắm bắt lấy cơ hội này để chúng ta tạo ra những cơ hội thay đổi cuộc đời của mình ở đây, và từ đó chúng ta có thể làm cho cái cuộc đời của mình trở thành ngoại hạng khi mà chúng ta kéo dài ra 25 năm sau, chúng ta nhìn lại cuộc đời chúng ta thay đổi rất nhiều bởi cái hành trình mà chúng ta chọn ở đây. Và đây chính là một cái thời điểm mà thiên thời địa lợi nhân hòa. Ở Việt Nam chúng ta cái thị phần nó mới khoảng 50-60 tỷ một tháng, tức là doanh số tạo ra. Thế nhưng mà thực tế chúng ta có thể scale up lên từ 1.000 đến 2.000 tỷ một tháng. Và cái khoảng trống đấy là cái khoảng trống mà cơ hội dành cho chúng ta. Và từ Đà Nẵng đổ vào đến miền Nam, miền Đông, miền Tây là gần như chưa có một thủ lĩnh nào làm mạnh cả. Và ngay ở thị trường miền Bắc thì chúng ta cũng chưa có một ai đi hết sơ đồ trả thưởng. Cho nên là thị trường gần như vẫn còn sạch bong để cho tất cả anh em chúng ta làm. Và với cái quy luật mới của thế kỷ 21 á, thì cả cái thế kỷ này quy luật đã rất là thay đổi. Từ nghị định 40 để cho tạo ra một cái môi trường mà trong sạch minh bạch cho những cái người mà làm hệ thống của chúng ta hoạt động. Và từ 150 công ty chỉ còn có 23 công ty được tái cấp phép theo sau cái nghị định này. Là năm tháng 2 năm 2020, từ khi nghị định ra cho đến khi tháng 2 năm 2020 họ thanh lọc hết. Thứ hai là gì? Chúng ta không còn sống ở trong một cái giai đoạn gọi là công việc là quan trọng nữa, mà việc kinh doanh mới là quan trọng. Công việc thì có thể cho chúng ta lương bổng, tính ổn định, chế độ hưu trí. Thế mà ở đây chúng ta đang có thể ứng dụng được sức mạnh của 4.0 để chúng ta làm việc. Chúng ta có thể linh hoạt hơn và tạo ra những cái doanh nghiệp không sở hữu khổng lồ. Cho nên là chúng ta có thể hoàn toàn lựa chọn cái hệ thống network này như một trong những xu hướng chính của tương lai. Và những cái tỷ phú hàng đầu ở trên thế giới, những người như là Warren Buffett, Richard Branson, Robert Kiyosaki, những người như là tỷ phú Donald Trump, tổng thống của Mỹ, đều rất là ủng hộ cái mô hình này. Và khi họ ủng hộ những mô hình này, họ đồng thời còn có tham gia vào việc sở hữu những cái mô hình, những cái công ty như thế này nữa. Những con người này họ rất là có uy tín. Và đây là những gì mà tổng thống Mỹ Donald Trump nói về một cái ngành kinh doanh theo mạng, theo hệ thống. Cũng như là một cái diễn giả, một cái người viết sách, một doanh nhân rất là nổi tiếng về Robert Kiyosaki, ông đã nói những điều này. Và thực ra đây chính là một cái môi trường dạy làm giàu thành ra dành cho những người thích giúp đỡ người khác. Và nếu bạn thực sự muốn có một cơ hội để bạn thi triển những gì bạn đã biết, tức là bạn chuyển từ trường lớp, chuyển từ lý thuyết mà thành thực tế, thì bạn phải hình dung là chúng ta cần phải có một cái phương tiện, một cái công cụ học cho lắm vào. Mà không có một cái phương tiện đúng, một công cụ đúng thì vẫn có thể là phá sản như bình thường, thì vẫn có thể là mất mát như bình thường. Vì thế cho nên trước khi mà bạn trở thành một cái doanh nhân lớn, có thể đương đầu, có thể đầy đủ mọi cái kỹ năng thực chiến, thì bạn nên bắt đầu nghĩ đến việc là xây dựng một cái doanh nghiệp theo hệ thống. Bởi vì bạn có thể tận dụng được rất nhiều mọi nguồn lực và doanh nghiệp này vẫn là của riêng bạn, và bạn hoàn toàn có thể thừa kế lại được cho con cái của bạn trong tương lai. Và trong cái hành trình này, khi bạn đi hết sơ đồ trả thưởng này, thì những cái kỹ năng thực sự của một doanh nhân bạn đã có sẵn. Và bạn có luôn một đội nhóm theo một cộng đồng làm cùng với bạn, đồng hành cùng bạn. Và với như nếu như bạn làm cùng với Cyber Wellness thì tiền nó ở tất cả mọi mắt xích. Và khi tiền nó ở tất cả mọi mắt xích thì lúc đó sau này bạn có thể bắt đầu để phát triển thêm rất là nhiều những cái dòng tiền khác, rất nhiều dòng thu nhập khác. Anna rất là thích thầy về phát triển bản thân của Anna là thầy Adam Ku. Thầy có chia sẻ rằng là thầy có 208 nguồn thu nhập thụ động khác nhau. Và đây là có thể là những cái nguồn thu nhập thụ động bắt đầu của tất cả chúng ta. Và với cái việc chúng ta thay đổi tư duy và chúng ta nắm bắt những cái cơ hội kinh doanh không sở hữu thế này, nó sẽ làm cho chúng ta có một cái bước phát triển đột phá, và giống như chúng ta cũng có thể xây dựng cho mình được rất là nhiều những cái dòng thu nhập. Ở đây trong đội nhóm này thì chúng tôi có một công thức là công thức thành công chắc chắn, tức là chỉ cần bạn nắm bắt cơ hội này thì sẽ được chuyển giao tất cả mọi thứ. Nếu mà bạn đưa ra quyết định trong vòng
4 giây thì đấy là một cái quyết định sẽ chính xác. Bạn làm theo trực giác của mình. Bạn những cái việc gì mà bạn chỉ có thể chỉ cần 2 phút để có thể thực hiện thì bạn hãy dành 2 phút. Những cái việc để bắt đầu kinh doanh ở đây chúng ta gọi là sử dụng cái công nghệ số, cho nên chúng ta có thể ngồi trên cái laptop của chúng ta 2 phút thôi là để có thể mở được mã số rồi. Bạn sẽ cần 72 giờ để cho Anna và các anh chị em ở đây có thể chuyển giao cho bạn những cái công nghệ kinh doanh, hay nói đúng hơn là tất cả những cái kiến thức căn bản để bạn có thể bắt đầu kinh doanh. Bạn sẽ làm nó liên tục trong 21 ngày, vừa học vừa làm, vừa học vừa làm, để lúc này bạn tạo thành một thói quen. Và nếu bạn làm nó 10.000 giờ quyết liệt, 10.000 giờ là khoảng quãng chừng từ hơn 1.5 năm đến 2 năm đấy ạ, thì chắc chắn bạn sẽ có được một cái thành tựu. Mà nếu bạn áp dụng chiến lược của Anna thì Anna có một cái niềm tin chắc chắn rằng bạn có thể đi hết được sơ đồ trả thưởng. Bạn có thể đi hết được sơ đồ trả thưởng sau 10.000 giờ này. Đấy là một điều mà Anna đang vô cùng tin tưởng. Và chúng ta có 4 sự lựa chọn khi làm việc cùng với Siberian Wellness. Số 1 là bạn có thể chọn đây như mình là một cơ hội để mình trở thành người tiêu dùng thông minh. Mình mua sản phẩm đúng giá thành, đúng chất lượng, chính hãng, có hóa đơn đỏ, được nhập khẩu chính ngạch. Và mỗi một sản phẩm đều có cái giấy tờ chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm theo đúng tiêu chuẩn của nhà nước. Thứ hai là bạn có thể xem đây như một nguồn thu nhập bổ sung nếu bạn có từ 2 đến 3 tiếng một ngày với nó. Và mặc dù là nguồn thu nhập bổ sung, chúng ta vẫn có thể có được cái số thu nhập là từ 10 đến 20 triệu rồi. Thứ ba, bạn có thể xem đây là công việc chính khi bạn dành cho nó từ 6 đến 8 tiếng một ngày. Đương nhiên khi mình đi làm công cho một ai đấy, mình đã dành 8 tiếng một ngày rồi, mà thu nhập của mình chưa chắc đã có thể tăng trưởng như thế này được. Còn ở đây là gì? Bạn có thể làm 1 năm và trong 1 năm đó thu nhập của bạn có thể bèo nhất với Siri, bạn có thể có được 40 đến 50 triệu. Còn nếu mà bạn áp dụng chiến lược của Anna cung cấp thì bạn chắc chắn có 100 triệu khi bạn đồng hành 1 năm ở đây. Và với cái thời gian bạn dành cho nó là từ 6 đến 8 tiếng một ngày. Và khi bạn xem đây là một doanh nghiệp lớn, bạn nhìn thấy cơ hội ở đây. Bạn nhìn thấy những cái phần thưởng ở đây. Bạn nhìn thấy cái cơ hội để bạn trao giá trị và bạn quyết định bạn sẽ làm từ khoảng 10 tiếng đến 14 tiếng một ngày. Sáng bạn mở mắt ra bạn thấy bạn đang làm công việc này. Tối trước khi đi ngủ bạn thấy bạn đang làm công việc này, thì sau 2 năm bạn sẽ đi hết sơ đồ trả thưởng với cái số tiền không phải là từ 200 triệu trở lên đâu ạ. Mà khi bạn đi hết sơ đồ trả thưởng thì bạn sẽ có cái thu nhập là từ 500 đến 700 triệu. Và bạn được thưởng rất là nhiều những cái phần quà khác nhau. Và cho dù cái sự lựa chọn của mình là gì thì mình đều khởi động bằng cách mở mã số. Cứ mở mã số để bắt đầu kinh doanh thì bạn sẽ được khởi động chương trình này. Và trong suốt cái quá trình mà mình khởi động này thì Anna sẽ hướng dẫn các bạn cái thông tin để các bạn có thể dựa vào đấy để các bạn bắt đầu nắm bắt được những thông tin có thể kinh doanh trong cái lĩnh vực này. Và một điều thứ hai quan trọng hơn, để cái lĩnh vực này có thể tồn tại được trên cái trái đất này thì sản phẩm nó phải tốt. Cho nên tất cả các công ty đều đang phải có sản phẩm tốt để có thể làm cho sản phẩm tồn tại được. Thế thì việc của chúng ta là trong vòng 3 ngày đó, Anna cùng với các anh chị em đã mời các bạn vào đây sẽ hướng dẫn các bạn chọn một cái bộ sản phẩm mà các bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được hiệu quả của nó chỉ sau 3 ngày đến 7 ngày. Để sau 3 ngày tìm hiểu thông tin cơ bản, bạn có thể dùng 4 ngày để bạn đào tạo những cái kỹ năng. Những kỹ năng ở đây bao gồm từ kỹ năng tìm người nói chuyện ở đâu này. Với một số bạn không biết là mình phải tìm người nói chuyện ở đâu. Có người nói chuyện rồi làm thế nào mình kết nối với họ được. Mình kết nối với họ xong làm thế nào để mình có thể mời họ lắng nghe cái cơ hội này. Sau đó rồi làm thế nào để mình trình bày cho họ. Trình bày xong rồi làm thế nào để mình giúp họ mở mã số. Mở mã số xong rồi làm thế nào để mình đào tạo cho họ, để cho mình họ có thể nhân bản được. Sau đó rồi làm thế nào để mình có thể phát triển được toàn hệ thống này. Tất cả những kỹ năng đó bạn đều sẽ được đào tạo. Và bạn sẽ được chuyển giao cái kỹ năng căn bản trong 4 ngày. Vậy là kết thúc cái hành trình từ 3 ngày đến 7 ngày thì các bạn đã có thể tìm hiểu được tất cả các thông tin cơ bản và cách làm. Đồng thời bạn cũng có thể cảm nhận được sản phẩm nó hiệu quả như thế nào. Và khi bạn cảm nhận được cái mức độ hiệu quả của sản phẩm thì cái lời nói của bạn nó mới chân thực, nó mới trung thực, nó mới đi từ trái tim đến trái tim, và từ đó mà hệ thống chúng ta mới phát triển được một cách bền vững. Và ở đây sau khi nghe Anna trình bày và chị Thúy trình bày cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì bao nhiêu trong số các bạn người mới lần đầu tiên mà có mặt ở đây đưa ra một cái quyết định là mình sẽ dành tối thiểu là từ 1 ngày đến 3 ngày để mình tìm hiểu thêm các công ty này, để mình bắt đầu trải nghiệm sản phẩm, để mình có thể tìm hiểu được một cách rõ ràng và từ đó mình kinh doanh, thì mình xin giơ ngón tay cái ạ. Bao nhiêu trong số các bạn? Dạ, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Có một số anh chị em đã giơ ngón tay cái khi mà các bạn không bật màn hình. Đúng rồi, nó có một cái biểu tượng là giơ cái ngón tay thumbs up. Và Anna cũng nhìn thấy một số cái gương mặt
mà chúng ta chưa có giơ ngón tay. Thì Anna rất là muốn hỏi những bạn đấy là nếu bây giờ còn một thông tin nào đó mà mình chưa được làm rõ thì xin các bạn hãy đặt câu hỏi cho Anna. Anna tin tưởng vào cái năng lực làm rõ. Chỉ cần chúng ta làm rõ thôi, chỉ cần mà chúng ta cung cấp thông tin cho nhau, chúng ta làm rõ thì chúng ta sẽ cùng nhau có thể giải quyết được tất cả mọi việc trên cái cuộc đời này. Và Anna rất là mong và chờ đón những cái câu hỏi giải đáp thắc mắc của các bạn, bao gồm cả những cái thông tin mà mình chia sẻ thêm về những cái phần thưởng và về sơ đồ trả thưởng. Ở đây có ai quan tâm đến những cái phần thưởng rõ ràng, khi mà mình đi hết sơ đồ trả thưởng mình nhận được những cái phần quà gì, thì bạn có thể đặt câu hỏi thì Anna sẽ chia sẻ thêm ạ. Để Anna mở quyền bật mic cho các bạn. Rồi ạ, Anna đã mở quyền bật mic cho các bạn. Có anh chị em nào quan tâm sâu hơn về sơ đồ trả thưởng và những cái phần thưởng khi mà đi hết sơ đồ trả thưởng này không ạ? Những bạn đã mời khách vào đây, mình có thể hỏi những cái người khách mời của mình. Dữ ơi, bên mình có mấy người ơi, em hỏi mấy bạn đi. Dữ ơi. Dạ vâng. Ừ. Chị Anna để cho mấy bạn hỏi nhá. Ừ, ok. Các bạn đặt câu hỏi đi ạ. Đặc biệt là Anna phát hiện ra sau những lần Anna trình bày thì mọi người rất là quan tâm đến những cái phần thưởng. Tức là mình quan tâm đến cái cơ hội kinh doanh á, chứ còn sản phẩm là khẳng định là nó phải tốt rồi. Nhiều em có muốn hỏi gì không? Cứ mạnh dạn hỏi chị Anna. À, mình thấy có giơ tay iPhone của... À, không phải. Không phải giơ tay đúng không ạ? Chị Phương, có phải chị Phương giơ tay không ạ? Thế thì nếu mà các bạn mà chưa có câu hỏi gì thì Anna sẽ trao đổi với các bạn thêm một cái phần này nữa. Đó là cái phần là nếu bây giờ chúng ta kinh doanh cùng với Sibri, nếu giả sử chúng ta đi hết sơ đồ trả thưởng chúng ta sẽ có cái gì? Và Anna đang có trong tay một cái chiến lược mà giúp các bạn có thể đi hết được sơ đồ trả thưởng trong vòng 2 năm. Tức là 2 năm đó các bạn sẽ có cái gì nhá? Anna sẽ cung cấp cho các bạn. Đây, các bạn chờ Anna một chút. Anna tin tưởng là cái này sẽ làm các bạn hào hứng. Na ơi, chị dạ. Có thấy cái phần chat của bạn đang hỏi là liên quan tới sản phẩm liên quan về thể dục á, fitness á. Fitness đúng không ạ? Trong phần chat đó. À, ok, để em xem ạ. Dạ, cảm ơn chị Trâm ạ. Để Anna xem có một câu hỏi về muốn nắm rõ thêm thông tin về sản phẩm fitness. Ok, Anna sẽ giải đáp cho bạn cái thông tin về sản phẩm fitness. Bạn trọng chờ Anna một phút. Anna sẽ nói về cái việc là nếu mà nếu chúng ta là một doanh nhân này, các bạn nhớ này, bây giờ chúng ta có thể bán được bất kể sản phẩm nào nếu như mà sản phẩm đấy tốt. Cho dù là chúng ta làm ở lĩnh vực fitness hay là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, hay chúng ta đang làm ở bất động sản chuyển sang như là chị Lệ và một số anh chị em khác ở đây. Thế thì trước tiên để cho không khí nó nóng hơn nhá, Anna cung cấp cho các bạn một cái bức tranh sau 2 năm đi hết sơ đồ trả thưởng thì các bạn sẽ được cái gì. Rồi Anna sẽ đi vào cái dòng sản phẩm fitness đó. Đây. Những cái tính hoa hồng thế này mình sẽ được nói. Đây là những cái phần thưởng và phần quà của chúng ta. Phần thưởng và phần quà của chúng ta qua các cái vị trí. Đi lên từng vị trí chúng ta sẽ có những cái phần thưởng khác nhau. Đó. Và rồi chúng ta cũng sẽ có những cái thông tin rất là cơ bản để tính. Vậy thì bây giờ chúng ta có một sự hình dung về các con số. Nếu bây giờ bạn có 5.000 người, mỗi người tiêu dùng 100 điểm là 2.600.000, 2.500.000 đấy ạ. Thì bạn sẽ có 500.000 điểm. 500.000 điểm này là cái số điểm mà công ty quy định để bạn đạt được cái vị trí là thủ lĩnh quốc tế, là thủ vị trí cao nhất. Lên vị trí thủ lĩnh quốc tế thì bạn sẽ có thu nhập là 600 đến 700 triệu. Và bạn được nhận tổng tất cả các phần quà trị giá gần 1 triệu đô la. Cái chỗ này là doanh số của bạn được tương ứng là khoảng 13 tỷ với 500.000 điểm như thế này. 13 tỷ một tháng và bạn sẽ lặp lại nó trong vòng từ 4 tháng đến 8 tháng tùy vào cái chiến lược của tập đoàn.
bạn sẽ được nhận rất là nhiều những cái phần quà, bao gồm như khi mà đi du lịch, lên vị trí chuyên nghiệp bạn được 20 triệu tiền đi du lịch, vị trí thủ lĩnh được 40 triệu, vị trí thủ lĩnh cao cấp được 100 triệu, tổng là 160 triệu. Bạn sẽ được thưởng một cái Mercedes trị giá 1 tỷ. Bạn sẽ được đi du lịch vòng quanh thế giới trị giá tỷ 6, Mercedes trị giá tỷ 6. Bạn sẽ có một phần tiền mặt để mua bất động sản trị giá 2 tỷ rưỡi. Bạn sẽ được tặng một cái biệt thự ở Hy Lạp để có thể bắt đầu cuộc sống ở châu Âu trị giá 8 tỷ rưỡi. Bạn sẽ được mua cái xe hơi quãng chừng giá trung bình là 700 triệu. Cộng với rất nhiều những cái phần quà khởi động nhanh nữa và đua du lịch nữa, tổng cái giá trị của bạn quà tặng nó sẽ là hơn 15 tỷ. Hơn 15 tỷ. Và với cái số tiền như thế này, nếu trong mình cứ hình dung trong vòng 2 năm mình làm một công việc nào đó, mình làm một công việc nào đó thì mình mà mình có một cái tổng cái phần quà là 16 tỷ, chưa kể tiền mình tạo ra, thì các bạn thấy nó có đủ hấp dẫn không ạ? Anna cho rằng nó đủ hấp dẫn với cả những cái chủ doanh nghiệp lớn chứ không cần phải là những người mà đang khởi nghiệp kinh doanh. Và nếu như giả sử bạn nào không làm được 2 năm mà các bạn làm 5 năm các bạn đi lên được đến cái chỗ đấy, thì các bạn có cảm thấy nó vẫn còn đủ xứng đáng không ạ? Ai mà cảm thấy là nếu 2 năm không được mà 5 năm được như thế nó vẫn đủ xứng đáng thì mình giơ ngón tay cái. Đúng không ạ? Nó vẫn đủ xứng đáng với tất cả mọi người trong chúng ta. Và Anna mong là cái thông tin đấy sẽ làm cho các bạn hưng phấn hơn. Hưng phấn hơn trong những cái bước mà các bạn lựa chọn và làm cho các bạn quyết định lựa chọn tìm hiểu cái công việc Siberi này. Và bây giờ để giải đáp câu hỏi của bạn Trọng thì Anna sẽ nói kỹ hơn một chút về những dòng sản phẩm thể thao, đúng không ạ? Bây giờ Anna sẽ nói kỹ hơn một chút về sản phẩm thể thao. Sản phẩm dinh dưỡng thể thao của Cyber Wellness ạ. À, rất là phù hợp với những cái đối tượng bao gồm cả là đối tượng sử dụng để cho cái nhu cầu tập luyện trong phòng tập, những cái môn gọi là môn fitness, và phù hợp với cả những cái đối tượng mà đang chơi thể thao chuyên nghiệp. Ở đây chúng ta là có cái bộ yoga này này. Cái bộ yoga này chính là một cái bộ sản phẩm mà bạn có thể đưa cho bất kể một ai có nhu cầu điều chỉnh trọng lượng. Cái sản phẩm yoga protein này nó sẽ giúp cho bạn có thể vừa đầy đủ dưỡng chất, no bụng nhá, vì nó rất là nở. Cái sản phẩm yoga protein này rất là nở. Thậm chí bạn không cần phải shake bạn uống đâu, bạn có thể trộn với sữa chua, bạn có thể làm kem, bạn có thể cho vào làm bánh, bánh táo, bánh chuối, bạn vẫn có thể làm được. Và không những mà nó làm bạn no, nó làm bạn đủ chất, nó còn làm cho bạn có một cái khả năng làm tự kích thích đốt mỡ, do nó có chiết xuất từ cây mướp đắng, có những cái thành phần L-carnitine là những thành phần mà có thể giúp cơ thể chúng ta đốt mỡ nội tạng rất là tốt và đốt những cái mỡ dư thừa rất là tốt. Nữa là cái sản phẩm mà Yoga PH này thì bạn Trọng hay là một số anh chị em làm trong ngành fitness thì bạn cũng hiểu là rõ ràng chúng ta tập luyện là để đốt hết đường. Trong quá trình tập luyện là lúc đấy đường sẽ được đốt hết. Sau đó rồi sau khi đường gọi là dư thừa trong máu được đốt hết, cơ thể mới bắt đầu ưu tiên sang đến đốt mỡ. Đúng ạ. Thế thì chúng ta sẽ được đẩy nhanh cái quá trình tiêu hết những cái lượng đường đấy bằng cái việc chúng ta uống cái sản phẩm Yoga PH vị dâu này này. Và chúng ta sẽ uống cái này buổi sáng, từ sáng cho đến trước 12 giờ. Còn Yoga Protein này thì thường các anh chị em sẽ thay cho bữa ăn sáng. Và kết hợp ở đây là một cái chế độ ăn mà bạn sẽ không phải bỏ tinh bột. Đây có lẽ là một cái điều mà khác biệt hoàn toàn trong việc giảm cân với tất cả một bên khác. Bạn không phải bỏ tinh bột. Anna là cực kỳ làm gọi là từ chối những phương pháp mà không ăn tinh bột. Bởi vì tinh bột là cái thứ dinh dưỡng để tạo ra năng lượng cho não, là cái thứ mà có rất nhiều cái gọi là L-tryptophan để giúp cho tâm trạng của chúng ta thoải mái, giúp cho giấc ngủ của chúng ta ngủ ngon. Cho nên chúng ta không thể bỏ tinh bột được. Và chị em phụ nữ nếu mà bỏ tinh bột đó, thì mình có thể gầy đi nhưng mà ngực mình thì teo hết lại, trong mặt mình thì hốc hác, không còn được tươi tắn. Có nghĩa là những cái liên kết của mình á, nó bị lỏng lẻo. Thì làm sao bằng cách nhịn ăn, làm sao mình có thể đẹp được. Cho nên rằng gì, phải ăn tinh bột và phải biết cách ăn. Thì đi kèm với đây là Anna có đưa ra một chế độ ăn uống là ngày ăn một bữa chế biến vào bữa trưa, bữa sáng mình dùng Yoga Protein, bữa tối thì mình dùng tất cả những cái loại rau củ quả tươi và các loại hạt tươi. Để ý là mình sẽ ăn tươi và từ đó các bạn có thể giảm được từ 4 đến 5 kg một tháng nhá. Anna đã test rồi. Anna cao 1m65, Anna nặng 58 cân. Vào thời điểm mà Anna test lúc đấy là Anna đẩy cho Anna lên khoảng 59 cân để Anna test. Và Anna không còn dư nhiều mỡ đâu ạ, tức là người mình rất là chắc. Thế thì
mình nỗ lực, mình test sản phẩm, mình làm đúng cái chiến lược như vậy thì mình đã giảm được 2,5 cân sau 2 tuần. Đấy, các bạn biết rằng là một người mà đang còn có dư nhiều mỡ thì còn đốt được nhanh hơn. Và ở đây các bạn sẽ không cần phải tập luyện quá khắc nghiệt, mà các bạn cần vận động khoảng 30 phút, vận động cái gì cũng được, miễn là ra mồ hôi. Đi bộ cũng được, chạy bộ cũng được, nói chung chơi bất kể môn nào cũng được, miễn là ra mồ hôi. Và đồng thời nữa là gì? Đồng thời nữa là bạn sẽ không phải nhịn ăn và dễ dàng kết hợp được với vào những cái chế độ, một số chế độ của PT. Rất là dễ dàng kết hợp được. Và Anna, trước đây Anna làm một phương pháp giảm cân bằng thực phẩm thì đã làm cho 15.000 người giảm cân thành công trong vòng có vài tháng thôi, nửa năm. Mà nó gặp vướng một chỗ là mình bắt người ta ăn nhiều quá, không ai cũng có thể nhai được, và mình tuyệt đối bắt người ta không được ăn một tí đường nào. Thế ở đây ấy, do nó có cái yoga pull hat này này, cho nên là người ta có thể ăn 1-2 cái bánh quy, không phải là ăn thường xuyên, mà ăn 1-2 cái thì cái yoga pull hat này nó vẫn có khả năng hỗ trợ chúng ta tiêu hết cái lượng đường đấy, để nó không ảnh hưởng đến quá trình đốt mỡ. Bởi vì trong cơ thể chúng ta, cái phản ứng đốt mỡ là một cái phản ứng mà do hormone quy định. Cứ có đường là tự động nó sẽ ức chế toàn bộ quá trình đốt mỡ, còn cứ khi mà đường mà được hết đi thì nó sẽ bắt đầu mới kích thích đốt mỡ. Tiếp đến nữa là gì? Là những cái dòng thể thao này. Dòng này là dòng cho thể hình này, còn dòng này là dành cho những cái người protein, dành cho những người mà tập luyện. Thế thì bởi vì sao? Bởi vì làm chúng nó sẽ làm cho mình tăng cơ bắp và có thể bổ sung vào chế độ dinh dưỡng của mình, và nó rất tiện lợi bởi vì nó chia thành các bịch nhỏ, không phải mang từng cân đi. Và sản phẩm protein của Siri có một đặc điểm là không gây nóng nhá, không gây nóng. Cho nên là mình có thể hoàn toàn yên tâm được. Đấy, và khi mà bạn tham gia, bạn nhìn thành phần thì bạn cũng sẽ thấy là thành phần của nó cũng là một trong những cái thành phần mà rất là thân thuộc với chúng ta thôi, không có gì lạ lẫm cả. Đây là cái whey này là cái whey mà để theo từng bịch. Và khi mà những cái hộp nhỏ thì mua nó cũng rẻ hơn này, và nó cũng sẽ bảo quản tốt hơn. Và cái số tiền này là số tiền mà chưa bao gồm chiết khấu. Chúng ta sẽ còn được chiết khấu khoảng 25% giá trước thuế, tương ứng là 22,7% của cái giá này nữa. Cho nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Còn nếu khi mà bạn lên những vị trí cao thì bạn còn có cả hoa hồng. Hoa hồng có thể được trả luôn cả cho cái phần mà bạn mua hàng để bạn dùng, cho nên là bạn còn được rẻ hơn nữa. Và đây là những cái sản phẩm chuyên dụng hơn của ngành thể thao. Ví dụ những cái đối tượng mà tập luyện á, thì họ sẽ cơ bắp của họ rất là khó được thư giãn, cho nên giấc ngủ của họ thường là họ cứ hay bị giật mình. Anna đã từng có những kinh nghiệm này rồi. Trời ơi, người ta có thể bị giật mình thon thót như kiểu người ta còn tỉnh á, mà đấy là người ta đang ngủ. Và như vậy nó làm giấc ngủ của mình không ngon. Thì trong cái Mega Essential này này, nó sẽ là một tổ hợp những cái vitamin chuyên dụng dành cho những người tập luyện, và nó có 120 viên trên một lọ này, và giá của nó là 377.000. Và nó có rất là nhiều những cái khoáng chất tốt như là magie, và từ những khoáng chất này thì nó sẽ làm cho các bạn có thể thư giãn được cơ bắp và làm cho giấc ngủ của bạn ngon. Nữa là gì, nó có một cái sản phẩm là L-carnitine. Trong khi tập luyện, nhất là đến giai đoạn mà phải siết cơ để làm cho cơ nét hơn á, thì chúng ta cần phải kích thích đốt mỡ nhiều hơn nữa để cho cái cơ nó lộ ra đẹp hơn. Thì lúc này bạn có thể sử dụng L-carnitine trong quá trình mà bạn siết cơ, nó làm đốt mỡ rất là tốt. Glucosamine này là một cái loại glucosamine mà bạn sẽ cảm nhận được công dụng ngay chỉ sau 2 đến 3 ngày dùng, ngay lập tức. Là những cái triệu chứng như là đau cơ do tập luyện này, những triệu chứng như là khớp của chúng ta bị quá tải này, hay cả Anna test cho những người lớn tuổi dùng á, thì họ cũng có một cái cảm nhận rất là nhanh. Giả dụ như họ đang, cái lưng của họ đang bị cứng, họ không cúi xuống được, mà chỉ cần sau 3 ngày dùng họ đã cúi được xuống, tay chạm được đất rồi. Còn BCAA là cái dòng mà những cái acid amin quan trọng thường chúng ta bị thiếu trong quá trình luyện tập á, trong quá trình ăn uống. Không có nghĩa là bạn ăn rất là nhiều thịt thì sẽ tốt đâu ạ. Thực sự thì nếu mà bạn quan tâm hơn vào cái phần dinh dưỡng thể thao này, mà bạn đồng ý là đón nhận những cái thông tin dinh dưỡng từ Anna, thì bạn sẽ thấy rằng là trong protein á, trong những miếng thịt đấy, nó chỉ có khoảng 20 đến cùng lắm là 25% là protein thôi. Không phải cả cái miếng thịt đấy là protein, nhưng đi kèm trong đấy là rất nhiều mỡ, rất nhiều cholesterol, rất là nhiều những cái acid, rất là nhiều những cái chất mà có hại cho cơ thể mình. Trong khi rất nhiều loại thực vật nó còn có cái hàm lượng protein còn cao hơn cả là ở trong thịt cơ. Đó, ví dụ như là đậu gọi là, ở đây gọi là đậu phộng, mà miền Bắc gọi là lạc ấy, nó có tới tận từ khoảng 25 đến 26% là protein trong cái hạt lạc đấy. Nó khác hơn rất là nhiều, cho nên rằng là khi mà bạn chúng ta sử dụng, chúng ta phối kết hợp cả ăn uống từ động vật, từ thực vật, từ những cái sản phẩm này, nó sẽ giúp cho cái hiệu quả mà gia tăng cơ bắp cũng như là cải thiện cái gọi là cái sức lực của chúng ta sẽ tốt hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều, bạn Trọng ơi, bạn thấy như thế
Được không ạ? Anna đang tìm để ý chat của các bạn đây. Bạn anh chị em nào có thể bật mic đọc cho Anna được không? Để cho Anna đỡ phải tìm đọc này. Di con trỏ sụt xuống nó hơi khó một tí. Đọc giúp cho Anna câu hỏi với ạ. Chị nói luôn cả những cái trường hợp tăng cân đúng không chị? À, về việc tăng cân đúng không ạ? À, nếu mà mình là vận động viên tập luyện á, thì mình sẽ hiểu là tăng cân nó là một việc mà khó hơn giảm cân rất là nhiều. Tăng cân ở đây mình phải hiểu tại sao, lý do tại sao người ta lại gầy ốm. Anna phân chia thành khoảng 4 cái nhóm lý do như sau. Số 1 đấy ạ, là người ta gầy ốm là bởi vì cái gen của người ta, tức là ở trong tập luyện nó có 3 tạng người, là tạng exo, tạng endo và tạng exo ấy. Thì Anna không nhớ rõ cái từ nhưng mà nó có 3 tạng người. Tức là ví dụ như là cái thể trạng exo là cái thể trạng mà gầy, đẻ ra đã gầy rồi. Thế là người này á, ăn mãi cũng không mập được. Với những người mà thuộc về sinh ra đã có thể trạng như vậy thì buộc lòng phải tập luyện. Khi mà tập luyện thì cái cơ bắp của mình nó mới kích thích, và từ cái việc kích thích đấy mà nó mới tạo ra thành cái nhu cầu để hấp thụ dinh dưỡng. Và như vậy thì mình sẽ cho họ sử dụng một số những cái thứ mà thúc đẩy quá trình dinh dưỡng này. Họ ăn nhiều thì mình phải cho họ làm sạch được cái đường ruột của họ này. Rồi sau đó là gì? Là sau đó là mình phải cho họ ăn thêm protein này. Thì cái quá trình này, cái gọi là gì nhỉ? Gọi là cái thực đơn này Anna đã có sẵn rồi. Cái nhóm đối tượng số 2 là nhóm bị căng thẳng, cho nên là người ta bị gầy, bị stress. Thì mình phải giúp người ta giải tỏa cái stress đó đi. Rồi người ta ăn được thì tự động là mình không cần phải tập luyện quá nhiều. Những người này cũng có thể mập lên được. Và sử dụng thêm một những cái sản phẩm để hỗ trợ tiêu hóa cho người ta, hỗ trợ hấp thu cho người ta, hỗ trợ cho cái hệ thống tiêu hóa luôn. Cái nhóm số 3 là cái nhóm mà bị ghét, bị chán ăn á, bị lười ăn. Riêng cái nhóm bị lười ăn này thì mình phải làm cho cơ thể của người ta khỏe khoắn hơn, thì người ta mới ăn uống, rồi người ta mới vận động, thì người ta mới có thể tăng được cân. Với một cái nhóm số 4 là cái nhóm mà bị bệnh ở đường tiêu hóa, thì mình phải giúp người ta hỗ trợ những cái sản phẩm để người ta giúp người ta lành được những cái tổn thương trong hệ thống tiêu hóa, thì lúc đấy ăn nó mới hấp thu được. Đó. Và trên hết tất cả mình phải cung cấp cho người ta là những cái sản phẩm mà nó có khả năng là vừa thanh lọc, loại bỏ những cái độc tố cặn bã ở trong thức ăn ra. Chứ nếu không nó ức chế là mình không thể mập lên được đâu. Thứ hai là mình cung cấp đúng cái dinh dưỡng để cơ thể có thể tạo thành năng lượng hoạt động, những cái tế bào, những cơ quan nội tạng hoạt động được đúng chức năng. Và cuối cùng là cái gì thừa phải bỏ được đi, cái gì thiếu phải bổ sung được. Thì ở đây Cybern Connect đã có những cái sản phẩm như vậy về hỗ trợ cho đường tiêu hóa, nâng cao cái việc làm sạch và cân bằng lại được cái hệ thống dưỡng chất ở trong cơ thể của mỗi người ạ. Bạn Trọng ơi, Anna trả lời câu hỏi như thế bạn thấy được chưa ạ? Dạ vâng, em nghe rõ rồi chị. Cảm ơn bạn. Dạ rồi ạ. Chị Anna ơi. Dạ. Chị có đọc được rồi em đây. Em có một bạn tư vấn viên mới á, thì bạn cũng đang rất là muốn được đi chia sẻ cũng như